Xin chào mọi người. Hôm nay có hẹn là 7 giờ sáng. À giờ bên 7 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ ở Mỹ. Cho chị một phút để chị share cái like ha. Just one minute. Ok. Chào Hoàng Yến. Tám giờ sáng bên chị. Chào em. Hôm nay chủ đề là nói về làm sao để mặc kiểu đẹp. Làm sao để mình có thể, thực ra là cái này á, là nhiều bạn yêu cầu chị làm chứ chị chưa có làm liền á. Nói chị ơi cứ làm đi. Em muốn biết thì hôm nay là mình nói về chủ đề làm đẹp ha, với là cái hành xử của mình với chào. Chào Maggie, good morning. Dậy sớm dữ hả? Ok. Wow, có nhiều người chờ viên dữ ha. Khi nào tóc viên làm viên đều phải để một cái sợi bên đây, tại vì cái mặt mình nó tròn quá cho nên lúc nào cũng không có bới lên hết được hết á. À quên ha, để chị coi, chị cho chị một phút, chị thác cái người này vào cái. Hai em, hai Lê Ngọc Minh. Em không có nghe tiếng của chị hả? Chắc chị phải nói lớn hơn hả? Bình thường chị cố gắng nói lớn lắm rồi đó, mà hôm nay không nghe được hả? Là ha. Mấy bạn khác có nghe rõ hay không? Ok, mình ở gần Boston, rồi phía bắc của nước Mỹ ha, giống như là nó giống Hà Nội vậy đó, còn Cali là giống như là Sài Gòn á, hôm trước mình nói á. Thì cảm ơn chị Chi, chị nghe rõ hả? Thì chị dâu của mình ha, chị dâu của mình Lâm Hoàng My, chị là một cái CEO về mà thi giống như hoa hậu ở Mỹ cho tất cả các người Việt và người nước ngoài luôn, một cái cuộc thi rất là lớn hàng năm á. Nếu mà bạn nào á mà muốn đi thi á, hình như có quý bà nữa, có giống như là có chồng rồi cũng thi được á, rồi có con trai thi nữa, có người nam thi nữa, cho nên để khi nào chị tát cái tên của chị đó vô, rồi bạn nào mà ở United States ở Mỹ á, thì có thể là đăng ký thi. Thì đăng ký thi cũng vui lắm, nó có mọi mình có người trang điểm riêng, rồi có mình có người dạy cho mình đi đứng, rồi có người dạy cho mình có đồ đẹp cho mình mang, rồi được đi mình giống như thử sức của mình á. Nếu bạn nào ở ở đây á, thì có thể liên lạc chị My á, chị Lâm Hoàng My á, có thể search chị tên là Lâm Hoàng My ha. Chị tổ chức thi hoa hậu mỗi năm ở đây. Thì mình hôm nay á, thì là chia sẻ những cái mà viên làm đẹp, chứ không phải là mình dạy cái gì hết. Chi Tâm, hai Chi Tâm, ôi trời ơi. Ok,
Thì nó có hai, theo Biên á, thì nó có hai loại làm đẹp. Một á, là mình làm đẹp khi á, em chân hả, chân pha em thi được, em liên lạc chị Lâm Hoàng My đi rồi đăng ký. Hình như mỗi năm á là chị, năm ngoái chị tổ chức ở Cali, cũng có nhiều, thấy nhiều ca sĩ lắm á. Rồi hình như là cái mùa Thanksgiving á là cái final mà em phải thi đăng ký trước á. Rồi không, chỉ cần có dáng rồi khuôn mặt ưa nhìn dễ thương là thi được, chứ không phải là gần quá đẹp ha. Tại vì là có gọi là hoa hậu quý cô quý bà, là người ta chấm cái điểm mình tự tin, rồi cái những cái mà mình cố gắng vươn lên, đại khái vậy đó. Chị không biết, liên lạc chị My á, chị cũng không rành đâu. Rồi thì chị hồi nãy chị đang nói á, là có hai loại làm đẹp. Thứ nhất á, làm đẹp á, là cho hẹn hò, cho tình cảm, là một cái khối phía bên tình cảm. Và một cái khối làm đẹp khác á, là những người mà giống như là làm đẹp cho chị em phụ nữ với nhau. Có nghĩa là mình đẹp cho mình, và mình đẹp theo cái fashion, mình đẹp theo thời trang. Và mình không, mình có thể chọn hai thứ cùng một lúc, có nghĩa là vừa làm đẹp theo cái kiểu tình cảm mà vừa làm đẹp cho mình theo cái kiểu như là các quý cô mà có cái style riêng. Thì cái đó là cái lựa chọn của mình thôi, chứ không phải nhất thiết là chỉ đẹp về phía tình cảm hay không, mà không thể đẹp theo kiểu quý cô sang trọng, cái đó nó không có đúng. Chị nói tại sao chị chia ra hai cái loại khác nhau, là đẹp theo tình cảm hay là đẹp theo cái kiểu trend hay fashion hay là modern, giống như modern á. Thì đẹp theo kiểu tình cảm á, là mình đẹp trong cái giai đoạn mình hẹn hò, hoặc là mình đẹp vì người chồng của mình thích mình những cái mái tóc dài, hay là cái sự dịu dàng, hay là cái sự nữ tính. Thì đàn ông mà đa số họ sẽ thích người phụ nữ dịu dàng, mềm mại, nữ tính, nhẹ nhàng. Còn 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 đa số là như thế. Và để cho có cái vẻ đẹp đó thì người ta dễ rung động với mình, người ta dễ có thiện cảm với mình, và người ta dễ có đi tới để tìm hiểu mình sâu hơn. Thì đó là cái vẻ đẹp nữ tính trong cái khuôn khổ tình cảm. Thì trong cái khuôn, tại vì đôi khi cái vẻ đẹp dịu dàng của nữ tính của mình, nó là một phần, gọi là nó một phần giống như là nó khớp với là cái người đàn ông á. Tại vì đàn ông á là họ họ có tất cả các mạnh mẽ rồi, họ có tất cả các tự tin rồi, họ có tất cả cái sự gì nổi trội rồi, dominate rồi, cho nên họ thích, họ cần một cái gì đó để bù vào cái phần mà họ không có, là giống như là cái làn da mềm mại, hoặc là cái mái tóc dịu dàng, hoặc là dáng đi uyển chuyển. Thì đó là phần người đàn ông người ta thiếu, người ta đi tìm. Và thứ hai nữa, đôi lúc cái sự dịu dàng mềm mại của mình là một phần gọi là chữa lành cho anh ta. Ví dụ như là, hoặc chữa lành là tại vì sao? Tại vì đó là hình ảnh mẹ của anh ấy, hoặc là hình ảnh của chị của anh ấy. Rồi nó đi, lúc mà mình xuất hiện như thế thì nó có một cái gì đó nó dễ chịu, gợi anh ta về một cái người phụ nữ rất là gần với anh ta trong thời thơ ấu. Và đó là những cái rung động nó xảy ra. Thì cái về cái gọi là định nghĩa, hoặc là người ta nói về sự rung động á, thì nó có một phần là như thế. Thì đó là người, cái nét đẹp về tình cảm ha. Còn nếu mà bạn nào mà không hẹn hò, mà không muốn lấy chồng, mà cũng không có thèm người đàn ông nào hết á, thì giống như là mình sống tự do, mình không cần mối tình cảm nào hết, thì mình có thể chọn cái lối sống của mình, cái style của mình, tự do phóng khoáng, không có cần phải là đi theo một cái quy chuẩn nào hết. Thì đó là chị đầu vô là chị muốn chia ra hai loại đẹp khác nhau ha. Tuy nhiên như mình nói á, là
cái đẹp mình có thể dung hòa hai cái cùng một lúc, chứ không phải mình bắt buộc là mình phải chọn một cái. Ví dụ như mình phải đi theo cái hướng là mình không thể nào dịu dàng nếu mà mình mô đen, hoặc là mình mô đen thì mình không thể nào dịu dàng. Nó không phải như vậy, nó có thể chọn cả hai thì tùy mình thôi. Nhưng mà đa số là mình JC pha à Phan à, bên đây là 8 giờ sáng em, 8 giờ sáng à, giờ Hoa Kỳ, giờ Boston á, hay là giờ New York giống nhau, hai New York and Boston á có chung múi giờ. Rồi à, chị đang nói đó là hai loại đẹp khác nhau ha. Rồi à, chị đang định nói cái gì chị quên mất tiêu rồi. Đó, tại vì nhiều lúc mình trả lời câu hỏi trên live á là mình quên mất cái ý mình đang muốn nói. À thì à chị nói là à, đa số á, là cái thời trang của mình á, là nó ảnh hưởng từ mẹ và chị gái mình rất là nhiều, hoặc là trong cái môi trường mình lớn lên rất là nhiều, và mình cứ chọn như thế lúc lớn lên á, mà mình cứ đi theo thói quen, nhưng mà thật sự ra là mình có thể thay đổi và đẹp hơn rất là nhiều luôn, rất rất là nhiều, rất là khác luôn á, chứ không phải là giống ví dụ như là à, giống như ngày xưa thì chị ăn mặc giống như chị gái của chị đi à, tại vì mình lớn ở môi trường nào á, thì mình thường là làm như thế, nhưng mà không phải là mình làm theo cái lối cũ là nó đẹp, mình nên học hỏi. Thì à, giống như là mình đừng có mà sanh ra lớn lên rồi nó đi theo giống như dầu, giống như đi theo cái flow á, mà mình không có biết là phải làm cái gì hết. Thật ra là mình phải biết chọn những cái nào mà nó đẹp và mình thay đổi. Cái sự thay đổi nó luôn á là cái sự gọi là khó khăn. Tại vì mình con người mình nó khó đổi lắm, nhưng mà trong cuộc đời này á là nó mình rất là may mắn là mình có quyền quyết định trong mọi thứ. Có nghĩa là mình mang cái áo này, hoặc là mình quyết định là không có mang, hoặc là mình mang cái áo kia, mình có một cái may mắn đó. Và mình nên quyết mình là ai, và mình nên thay đổi. Thay đổi nó có rất là khó, tại vì lúc mà thay đổi cách ăn mặc à, thì nó kèm theo á, là mình phải thay đổi những thói quen nó thoải mái à, mình mang cái bộ đồ đó nó thoải mái, mình mang cái đó nó rất là comfortable, thoải mái. Mà bây giờ mình đổi qua một cái kiểu khác mà nó đẹp hơn thì nó lại không thành thói quen đó. Thói quen đó mình nó mất đi, thì cái đó rất là khó luôn, mà đòi hỏi mình là mình phải gọi là mình nói mình làm được, mình muốn mình đẹp hơn, mình muốn mình tốt hơn, mình muốn cái phiên bản mình nó có giá trị hơn, thì mình phải đổi. Cho dù cái bộ đồ đó mình mang mấy chục năm rồi, mình quen với cái kiểu đó rồi, nhưng mà bây giờ người ta nói không có phù hợp với mình, thì mình phải phải bỏ đi, phải bỏ đi. Cho dù mang nó hơi khó, nó hơi hơi giống như không có thoải mái, nhưng mà mình phải thay đổi, mình phải thay đổi để mình từ 5 điểm lên 6 điểm, hoặc lên 7 điểm, 8 điểm, hoặc lên 10 điểm. Nó tất cả nó phụ thuộc vào mình hết. Cho nên mình nói mình làm được là mình làm được. Còn mình nói thôi mình quen như vậy rồi, em sanh ra trong gia đình nghèo, em không có biết, em không có quen với những cái bộ đồ đó là không có đúng. Hoặc là em nói là công việc của em á, thì đâu có gặp ai đâu, hoặc là à, em là ở cái xứ khỉ ho cò gáy, hoặc là em nó có nhiều lý do lắm mà để, hoặc là em có nhiều con lắm, em bận con lắm, làm sao mà em có thời gian mà để làm đẹp. Thực ra không có à, các bạn đang tự lừa gạt mình, nó không có cái chuyện đó. Mình hoàn toàn có thời gian làm đẹp, và mình hoàn toàn có thể đẹp mọi lúc mọi nơi, và mình hoàn toàn có thể thay đổi mình tốt hơn. Tại vì lúc mình thay đổi mình tốt hơn á, thì mình tăng cái giá trị mình lên à, mình tăng cái điểm mình lên rất là nhiều à, mình sẽ gặp những con người á à, mình sẽ gặp những con người giá trị hơn, những người đàn ông đẳng cấp hơn. Cái tốt của người phụ nữ á là lúc mà
mình không cần thành đạt để một người đàn ông thương mình. Cái đó là cái rất là gọi là một cái thế lợi thế, tại vì người đàn ông á thì đa số á là phải thành đạt thì mới dễ giống như quen một người phụ nữ, hoặc là đi giống như là gọi là giống như mình đi theo đuổi một người phụ nữ á. Nhưng mà người phụ nữ không hoàn toàn không có cần phải thành công, mình không có cần thành đạt, mình đôi lúc mình chỉ cần là một cái người phụ nữ mà nó chữa lành cho anh ấy, một cái phiên bản mà nó nhẹ nhàng cho anh ấy, là anh ấy có thể thương mình và có thể lấy mình và mình có thể hạnh phúc. Mình không cần phải đành đạt, mình không cần có tiền, mình không cần giàu, thật sự không có cần giàu để mà cua một người thành đạt, hoặc là mình gọi là cua, nhưng thật ra không nên dùng cái từ cua. Thì nó, đó là mình làm đẹp đôi lúc á, mình nhẹ nhàng quyến rũ á, nó không có mất tiền luôn á. Mà biết bao nhiêu, tụi em thấy là biết bao nhiêu người họ sanh ra nghèo, nhưng mà họ có chút tự nhiên họ được vô một cái nhà rất là giàu, và cái người đàn ông họ rất là thành đạt, chứ không phải là người rất là đẳng cấp, chứ không phải là cái người gọi là cho nên đó là thế mạnh của mình. Cho nên làm sao mình phải nói rằng á, là mình phải lột cái phiên bản của mình, nhất là mấy bạn mà chưa có gia đình, mình phải, tại vì nếu mà không lột phiên bản của mình á thì mình toàn gặp những người đàn ông như thế thôi. Nhưng mà lúc mình lột ra, mình ra một cái phong cách quý cô á, mình đi giữa bữa tiệc á, là nó hoàn toàn khác. Và mình sẽ catch được cái mắt của những cái người đàn ông đẳng cấp hơn mình, những người đàn ông đẳng cấp, và những người đàn ông đẳng cấp mà có, họ là họ có kiến thức á, họ có tri thức á, thì họ thấy ngay giữa cái người phụ nữ bình thường và cái người mà phụ nữ đẳng cấp hoặc là cái quý cô xinh đẹp nó như thế nào. Đúng rồi, chị thích màu xanh xanh dương, áo đồ chị màu xanh rất là nhiều đúng không? Nhưng mà thật ra màu đen cũng nhiều, mà màu trắng cũng nhiều. Chị thích màu trắng, chị cũng thích màu xanh, hoàn toàn hình như chị không có màu hồng. Rất là ít màu hồng. Ok, thì bây giờ mình có nhiều cái hay lắm. Hôm nay ráng nghe tới gần cuối đi, tại vì chị cũng phải đi theo cái trình tự của nó, là mình phải nói you know, cái hồn của cái đẹp, rồi mình mới đi vô từng cái tip một. Chứ mình bay vô mình nói những cái tip một á, thì nó không có đúng á. Thì cái like này á, thì cái tụi em cũng nên ghi xuống ha, ghi xuống rồi mình coi cái nào phù hợp với mình á thì mình làm, cái nào nó chị nói có vẻ make sense thì mình làm, còn nếu mà không có hợp với mình thì mình không làm. Nhưng mà cố gắng nha, cố gắng thay đổi phiên bản của mình, đừng có bất cứ lúc nào mà mình nói vì, mình tại hay mình do là mình đã sai rồi. Có nghĩa là mình đang chịu sức ì của mình á, mình không có chịu thay đổi á, nên thay đổi. Ví dụ như là ví dụ như là chị thấy thật ra là chị cái cách mà chị mà trang điểm hoặc make up á, là chị nhìn thấy những cái lỗi của người khác. Ví dụ như ha, ví dụ như chút nữa mình sẽ đi từng mục một, nhưng mà chị ví dụ đi là chị thấy những bạn là mang cái đôi bông tai màu á, gọi là statement, và đi với cái một cái necklace, một cái dây chuyền nó cùng màu, mà nó đi bộ, tại vì thường ở Mỹ người ta hay bán từng bộ với nhau, có nghĩa là cái bộ, cái một cái mặt dây chuyền rất là lớn ở đây, gọi là màu vàng đi, và đôi bông tai màu vàng. Thì nếu như mà chị quan sát á, thì chị thấy rằng á, là không phải lúc nào mình cũng đi theo cái mà gọi là đã định sẵn. Mình mua một bộ đó, thường về á, mình nghĩ là mình bỏ cái đôi bông tai màu vàng và cái mặt dây chuyền màu vàng lên á, hoặc là màu hồng hoặc là màu gì lên á, thì nó sẽ sang trọng. Nhưng mà nếu mà không có tinh tế á, thì là nó sẽ phản cảm, có nghĩa là mình thấy cái style đó nó rất là rẻ tiền,
và nó không có tinh tế. Tại vì những cái gì mà gọi là statement, cái những cái jewelry, những cái gọi là sự, cái này gọi là gì ta, gọi là gì kiện á, cái những cái mà mình mang bên người á, nếu mà hai cái á, mà nó cùng nổi cái bực á, ngay tai mình nó làm hai cái thiệt là nổi, ngay cùng nổi cùng một màu á, thì nó làm mình nhìn không có sang, mà đôi lúc á, nó làm mình nhìn á, là mình không có tinh tế. Có nghĩa là lúc mà gọi là mang phụ kiện á, cảm ơn em, thì chỉ cần một cái nổi thôi, nếu mà một cái nổi ở đây rồi mà thêm hai cái nổi ở đây nữa là người mình nó xến lắm. Thì cái đó chút nữa chị nói sau ha, đó là một trong những cái chị quan sát á. Ok thì tiếp đây, đúng rồi, phụ kiện em. Nhớ rồi. Ok thì cái vẻ đẹp của người phụ nữ mình cũng xin nói qua ha, tại vì thật ra đúng rồi, trùng lập quá. Thật ra là lúc mà mình nói mà mình nhảy vô á, mà mình nói làm đẹp không á, thì mình nhìn một người phụ nữ á, mà đôi lúc đẹp nhưng mà mình nhìn lại mình không có thích, tại người đó không có sang. Nhưng mà cái sang đó nó không hoàn toàn á, là từ cái quần áo hoặc vẻ bên ngoài, mà cái sang á, của nó là cái cốt cách, gọi là cái nội lực bên trong của người phụ nữ đó, nó hoàn toàn không có phụ thuộc đẹp không. Tại vì có những người phụ nữ mình nhìn sơ đẹp nhưng mà lúc mình tiếp cận á, mình không có thích, không có thu hút chút nào luôn á, không có gì sang trọng, chỉ đẹp và đẹp vậy thôi, nó không có gọi là nó không có gọi là thần thái á. Thì theo chị á, là một người phụ nữ lôi cuốn á, là có ngoài cái đẹp phía bên ngoài đó, thì cái năng lượng mình đem tới cái người đối diện nó rất là quan trọng ha. Cái năng lượng á, có nghĩa là lúc người mình đi đâu á, giống như là Phật á, là có một cái hào quang á, thì cái hào quang đó thật ra không phải là cái sự gọi là, cái hào quang đó không phải là cái gì đó là thần thánh ha, mà cái hào quang đó là cái năng lượng của một con người nó toát ra bên ngoài. Thì làm sao mà để mình có một mình gặp một cái người, mình đem lại cho người ta một cái nguồn năng lượng, thì nguồn năng lượng thứ nhất á, là nguồn năng lượng lành, là nguồn năng lượng mình chữa lành cho người đó, mình tới với người đó và mình làm mình đem cái nguồn năng lượng chữa lành cho cái người đó, mình đem tới và người ta thấy rất là bình yên ở bên mình. Người ta biết rằng á, mình không là cái người mà nhiều lúc ăn nói vô duyên mà làm tổn thương người khác. Đó là cái nguồn năng lượng ha. Rồi cái nguồn năng lượng thứ nhì là mình phải đem tới cái dopamine cho người khác, là mình đem tới cái sự vui vẻ, cái thoải mái. Gặp mình là thấy vui, chứ không phải gặp mình đó, nó lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng than không có tiền. Cái này hơi bị nhiều á. Rồi thứ ba là nữa là cái nguồn năng lượng gọi là khỏe khoắn và nó vui tươi, nó sinh động, nó có sức sống. Thì cái này là mình phải đi tập yoga hoặc là mình đi tập thể dục. Tại vì nếu mình không đi tập á, cái mạch máu, các máu của mình nó không di chuyển á, các người mình nó có một cái gì, nó da nó sẫm màu, thận nó không làm việc, gan nó không làm việc á, thì có một cái màu u tối nó phát lên từ trên đầu xuống. Thì đó, người phụ nữ lôi cuốn á, phải có năng lượng ha, thứ hai phải có nội lực, thứ ba phải có nữ tính, và thứ tư á, phải có biết chăm chút bên ngoài. Thì bốn cái ha, năng lượng là một nè, mình có nội lực là hai nè, mình có nữ nét nữ tính là ba, và mình có cái sự đẹp duyên dáng chăm sóc bên ngoài. Cái đó là cái mình đi hôm nay á, cái số 4 á. Nhưng mà chị cũng nói qua cái kia luôn, thì năng lượng có năng lượng chữa lành và năng lượng vui vẻ thoải mái và năng lượng khỏe khoắn và sinh động. Rồi cái nội lực, là chị nói là khi bữa giờ mình đi 8 live vừa rồi á, là mình đang nói cái nội lực này đây, là cái sự tử tế của mình, cái sự gọi là kindness, cái sự yêu thiên nhiên, yêu nhân loại, hoặc là mình là con người thật thà. Thì cái đó mình đã nói rồi ha. Thì mình nếu mà tụi em không biết thì có thể coi 8 cái live rồi. Rồi những cái cử chỉ của mình, những cái hành sự của mình,
Ví dụ như là cái cách mình được, mình hôm trước chị có nói là mình phải đổi cái cách dùng từ á. Ví dụ như là nếu mà một người đàn ông đẳng cấp mà tới cái lần đầu tiên mà hẹn với mình mà mình nói chuyện á, mà mình không có biết cách dùng từ á, là mình sẽ mất điểm rất là tệ. Ví dụ như mình đang nói về mẹ của mình mà mình nói bà ta, thì lúc đó là điểm của mình nó rớt rất là nhiều. Cái cách mình nói chuyện á, người ta nói chuyện vô duyên hoặc là có duyên là như vậy đó. Cho nên á, mình phải thay đổi. Ví dụ như là bạn nào đó mà trong quá trình lớn lên á, mà giống như chị ruột của mình hoặc anh ruột của mình, nhưng mà mình không có thể xưng tên được, mà mình chỉ xưng, à, mình không có xưng chị, mình không xưng tên, mà mình chỉ xưng mày tao, mặc dù đó là chị ruột của mình, hoặc là mình chỉ xưng tên, thì mình nên đổi đi. Tại vì tất cả những cái gì mà chị nói thay đổi thành phiên bản đẹp, nó đều có gọi là đau đớn trong đó, và nó đều có những cái gọi là nó không thoải mái. Ví dụ như là mình kêu chị ruột của mình á, là mình kêu chị Loan, thì bây giờ mình kêu chị Loan hoặc là chị Hai, anh thì phải kêu anh, mẹ phải kêu mẹ, ba kêu ba. Tại vì nếu mình không thay đổi cái này, cái phiên bản mình nó vẫn là thấp điểm. Nhưng mà nếu mà tụi em nói rằng là lý do là em là một người vùng quê và em không có thổi được phiên bản khác lên thì không có đúng. Mình phải thay đổi, mình phải thay đổi. Tại vì trong quá trình mà học tư vấn á, 20 người học đó, thì là có những người có những thói quen nói chuyện á, nó cứ lắp bắp hoặc là dùng những cái từ không có tích cực á, thì là anh Tuấn anh có sửa từng người một. Thì là mấy bạn đó về, mấy bạn phải tập và sửa cái tính đó. Nó sửa rất thời gian rất là lâu, nhiều lúc 3 4 lần rồi mới sửa được. Cho nên á là phải nhìn ra, nếu mà hôm nay mà nhận ra những cái gì đó mà có thay đổi được á, về nói mình làm được, mình làm được. Cho dù các bạn đã có chồng rồi thì mình cũng phải nên thay đổi, tại vì thay đổi mình cho con của mình, để cho nó nhìn cái phiên bản đó, và nó không lại bị như mình mà lại bị lặp lại những cái cũ nữa. Rồi thứ đó là nói về cái phần nội lực của mình ha, cái đẳng cấp của mình đó. Rồi thứ ba gọi là cái phần nữ tính, thì cái phần nữ tính này á, là cái phần gọi là có giá trị, mình đẹp theo cái kiểu mà có giá trị trong tình cảm, là một người phụ nữ có giá trị trong tình cảm là mình phải có cái nét đẹp nữ tính này. Thì có nhiều người, có nhiều phong cách đẹp khác nhau, như là phong cách đẹp theo cái kiểu gọi là style, theo kiểu mode, theo kiểu tomboy, hoặc là có nhiều cái dòng đẹp theo kiểu là royal, có nghĩa là hoàng gia. Nhưng mà cái đẹp tình cảm á, trong cái mắt người đàn ông á, để mình có điểm á, là mình phải nữ tính, mình phải nhẹ nhàng, mình phải dịu dàng. Rồi, cái để mà có cái đẹp nữ tính đó, không phải là mình chỉ mang áo quần đẹp hay không, mà hay mình chỉ để tóc dài hay không, mà cái thái độ của mình á, cái thái độ của mình lúc tiếp cận cái buổi hẹn đầu tiên á, nó quyết định tất cả. Thì tất cả cái này á, là chị đều đi chi tiết hết, nhưng mà nói càng dài á, chắc nói cả 2 tiếng chưa hết. Và cuối cùng á, là cái cách phối đồ ăn bận dán đi. Đó là phần thứ tư, là phần vẽ đẹp là hữu hình, cái phần mà mình có thể can thiệp được rất là dễ. Cái phần số 4 là cái chính mình nói hôm nay. Rồi ba cái kia thì từ từ mình đi sau. Nếu mà đi dài theo chị á, thì chị sẽ có thêm những cái like để nói về cái phần mà gọi là cốt cách hay là cái buổi hẹn đầu tiên. Tại thực sự ra mình á, đối với những người xung quanh như ba mẹ mình hoặc là những cái người quá thân á, thì mình không có cần phải là impress lắm, là gây ấn tượng không. Nhưng mà mình thay đổi mình để mình có thể có những đối tác, hoặc là mình có thể tìm có nhiều đàn ông rung động với mình nhiều hơn. Và mình đúng rồi, có nhiều đàn ông rung động với mình nhiều hơn, nhất là những bạn trẻ. Nhất là những cái lúc mà có cái buổi hẹn đầu tiên, nhiều bạn hỏi chị là cái buổi hẹn đầu tiên mình nên làm gì để gây ấn tượng.
để có thể gây được cái sự rung động của cái người kia. Thì đó là chị sẽ nói sau ha. Thì ok, để lật sách coi nói tới đâu rồi. Thì bây giờ thật ra là lúc chị viết ra từng cái tip tip một á, chị cũng không có giống như organize kỹ lắm á, thì mình cái ý nào á, mà chị nhớ thì chị ghi xuống ha. Cho nên tụi em chịu khó theo, tại vì nhiều lúc chị đang ở đây rồi xong chị bay quanh đây xong chị bay ngược lại, thì cố gắng theo dõi hết đi 2 tiếng đồng hồ hôm nay đi, thì nhất định là sẽ nghe hết rồi. Cái hồi nãy mình nói là để chị đang nói về cái phần nào, nói tóc đi ha, nói phần tóc trước đi. Thì thật ra là nhất dáng nhì da. Cái dáng của mình thì mình đi tập thể dục thì không nói rồi, da thì khỏi phải bàn rồi. Bây giờ tới tóc, cái phần tóc này á, thì nhiều mình thường mình lãng quên, chị thấy ở Việt Nam lãng quên rất là nhiều, là nhiều người rất là đẹp, mang đồ rất là đẹp, áo đầm rất là đẹp, nhưng mà lại đầu tóc là để quên. Có nghĩa là đầu tóc á, là chỉ gội và xả xuống thôi. Nhiều lúc mình cứ một mái tóc đó quanh năm suốt tháng, mười mấy năm, 20 năm đều không có bao giờ thay đổi, và cái mái tóc dài rồi cái mình chỉ chừng rẽ qua xả xuống, nó dẹp trên đầu của mình, nó làm cái mình không có đẹp. Thật ra mỗi lần mà đi tiệc á, là chị phải đi tóc này là chị tự làm ha, nhưng mà đi tiệc cưới á, là chị luôn luôn đi vô gọi là hiệu tóc để người ta làm, cho dù chị xả tóc xuống chị cũng đi vô để người ta có thể duỗi tóc ra, hoặc là người ta lật ngược tóc mình lại, người ta làm dưới cái đế để cho nó phồng lên, nó tạo cái độ nhiều á, tại vì tóc mình nó càng nhiều nó mới càng khỏe. Và nếu mà bới là chị luôn nhờ người khác bới, cho nên nếu như mà những cái bữa tiệc nào mà quan trọng á, mà mình thấy có nhiều gọi là gentleman á, nếu mà những em mà chưa có gia đình á, mà mình muốn sự rung động nhiều thì mình phải đi, mình phải chăm sóc mái tóc của mình phải gội thật là sạch, và đừng có, ngày bình thường thì mình xài vô xả, nhưng mà cái ngày mình đi tiệc á, là mình không có xài conditioner. Mình tại sao mình không có xài, tại conditioner nó làm tóc mình nó ướt và nó dẹp, nó không có độ phồng và nó cứ dẹp, sao nó dẹp giống như đầu cá trê vậy đó. Tóc của chị tụi em thấy nó luôn có độ phồng, có nghĩa là mình sấy luôn luôn mà mình cũng hất hết tóc xuống, và mình cái đi tiệc á, là lúc nào cũng gội đầu mà dầu gội không có conditioner để cho tóc nó có thể bung ra, rồi sau đó nhất định phải sấy khô ngay cái lúc mà gội xong, có nghĩa là mình thâu thật khô và mình sấy thật khô để nó có độ phồng á, cái độ nhiều của nó đó, mặc dù là chị cũng là nhiều tóc rồi. Rồi sau đó là mình cái độ tóc nó khỏe, nó sấy nó khô rồi á, rồi mình mới bới, mình mới cột, mình mới làm gì đó. Rồi nếu như mà gọi là cái nét đẹp nữ tính á, thì đi hẹn hò á, thì lúc nào tóc mình xõa đều có điểm nhiều hơn là tóc cột cao hết á. Và người ta khuyên á, nếu mà bữa hẹn đầu nếu mà mình tóc dài hay không tóc dài gì á, mình cũng đều xõa tóc hết, tại vì mình xõa tóc xuống để mình ngồi mình có thể hất tóc bên này, mình hất bên kia, mình vén lên, mình vén xuống. Đó là những cái cử chỉ mà rất là nữ tính, mà người đàn ông họ rất là thích mình, gọi là play with hair, có nghĩa là mình chơi đùa với tóc của mình á. Rồi lúc mà khi bữa chị có nói là ví dụ như là tụi em rẽ ngang đây ha, có một cái đường trắng ở giữa này nè, nếu mà những bạn ít tóc á, thì mình có thể lấy cái màu đen của cái màu mắt á, mình chấm 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 lên cho cái tóc cái này mình thấy là đen hết á, giống như tụi em thấy đen hết thì mình có cảm giác ra người đó nhiều tóc, mà người nào nhiều tóc á, thì người đó mới đẹp. Còn mà nguyên cái dáng đẹp từ trên xuống dưới mà ít tóc á, thì nhìn người đó rất là già và không có sức sống. Cho nên lúc nào á, ngoài cái dáng cái da, đi tiệc là luôn luôn focus trên cái hair. Rồi một cái nữa là
Mình lúc mà mình cái đó là cái về cái tóc ha, tóc mình phải sạch và mình đừng có để bị dầu bị khô, và mình tạo cái độ phồng lớn. Và mình nếu mà có những cái sợi mà gọi là nó bung bung á, mà tụi em thấy nó gọn như vậy á, cái tóc con á, mà muốn cho nó đều vô á, mà nó không có thấy nó mất trật tự quá, thì mình lấy một cái bàn chải đánh răng á, mình bỏ keo tóc vô á, và mình cứ đi đi vậy thôi, thì là nhìn đầu tóc của mình á, nó rất là gọn gàng, nó rất là chỉnh chu ha. Rồi thứ hai về cái phần làm đẹp răng, răng của chị thì chị những cái người đàn ông mà gọi là những người mà bây giờ họ có học, họ đẳng cấp, thì là nếu mà tụi em gặp người ta hoặc là mình vô nhà người ta, thì bây giờ người ta luôn luôn xài cái máy đánh răng gọi là cái máy Philips, cái máy đánh răng mà cái máy bằng máy đánh răng chứ không phải là cái cây đánh răng, nó có binh chạy á, tại vì cái đó là cái làm răng sạch nhất bây giờ. Cho nên những người đàn ông đẳng cấp á, người ta khác những người đàn ông thường rất là nhiều, người ta biết rất là nhiều luôn á, biết nhiều hơn mình luôn á. À, chứ không phải là người ta chỉ lo làm ăn không đâu, họ họ biết nhiều thứ lắm. Và nếu như mà mình được á, mình nên đổi qua cái loại đánh răng bằng máy, là tại vì cái đó là cũng là một kiến thức của mình, tại vì bây giờ nha nha sĩ người ta luôn luôn recommend mình á, là phải đánh răng bằng cái máy đó nó mới sạch sâu ở phía trong. Mà cái hiệu Philips á, là cái hiệu rất là nổi tiếng, cái đầu nó rất là nhỏ nhưng mà có thể đánh sâu trong này, mình chỉ bỏ vô nó tự chạy 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 là nó sạch. Và thứ hai á, những người đàn ông đẳng cấp người ta cũng xài chỉ nha khoa. Thì mình nếu mà được á, thì mình cũng nên thay đổi cái trend này, là thật sự ra đây là những cái cách tốt nhất để vệ sinh răng. Mình nên floss răng ngày 2 lần. Mình có thể lúc nào mình rảnh hay gì á, mình nên nên dùng chỉ nha khoa để mà tẩy răng. Thì đó là nói về răng ha. Rồi chân mày thì cho chị đi qua đi, tại chị nghĩ tụi em biết rồi. Bây giờ cái công nghệ chân mày nó rất là nổi tiếng rồi. Bây giờ tới màu son. Hôm trước cái chị nói cái màu đỏ, thực ra son nó có nhiều màu, son có nhiều màu, có nhiều bạn á, chị thấy á, là trong cuộc đời người ta chỉ có một cái son màu đỏ thôi, thì cái đó nó chán á, nó nhàm và nó buồn á. Son có nhiều màu, phải mua nhiều màu khác nhau, đôi khi mình mua màu lì, tại vì mùa đông á, mình có thể xài những cái son màu tối, tại vì những cái màu tối nó làm nó ấm á. Tại vì còn mùa hè á, thì mình xài màu tươi, và nên có màu tối, nên có màu tươi, nên có màu be, nên có màu tự nhiên, nên có tất cả các màu. Và chị thấy là chị đi một vòng Facebook, đi, tại chị có nhiều bạn mà tới chắc 10 giờ mấy chục ngàn luôn rồi, thì đa số là chị thấy là các chị chỉ đánh một cái màu đỏ duy nhất thôi, và đánh đậm thiệt đậm, lúc nào cũng vậy, chỉ có một cái màu đó thôi. Chị không hiểu tại sao là mình chỉ lên like và mình chỉ xài một cái màu đỏ đó thôi, mà cái màu đỏ là cái màu chị nói hôm trước là rất là khó xài, là tại vì người mình á, mình phải là nhìn nó đúng với cái màu đỏ mới được, chứ không phải ai đánh lên màu đỏ nó cũng đúng. Mặc dù á, chắc chị thích màu đỏ là đúng, nó làm cái gương mặt mình sáng ra, nhưng mà đồng thời á, là nếu mà nhìn tổng quan á, thì thấy không đẹp, không sang, mà già đi, mà cái tổng thể nó không có giống nhau. Thì cái màu đỏ thì hôm trước chị có nói là cái khuôn mặt mình á, phải đánh rất là nhẹ, và mình chỉ có màu đỏ thôi, thì nhưng mà tóc tai mình cũng phải đi hợp với đó, và trang phục mình phải hợp. Mình không có thể mang một cái bộ đồ gọi là bánh bèo, bông hoa, ren ở đây, có cột nơ ở đây, tóc mình xõa, mà mình lại chơi một cái đôi môi màu đỏ chót, nó không có hợp. Ví dụ như là, thì chị nói giống như em thấy là nhiều người mang một bộ đồ màu đen rất là thuần khiết, và tóc bối cao,
chỉnh chu, có một đôi bông tai sát tai như vậy thì người ta đánh cái màu đỏ lên đó, nó mới đẹp. Còn nếu mà màu son nó đi với trang phục nó rất là kỹ, cho nên mình tránh cái màu đỏ đi. Khó, cái đó khó. Nói chung nói ở đây rồi thì cũng mấy chị chắc cũng hoang thay đổi, nhưng mà mình thấy mấy chị có thể đẹp hơn rất nhiều lần luôn á. Nhưng mà chút nữa sẽ đi sâu về cái màu son hơn. Rồi một cái phần cái trang điểm thì về cái màu son và cái môi thì chị nói những cái người mà lớn tuổi, ví dụ như trước 25 á, thì không sao. Nhưng mà sau 25 hoặc là sau 30, 40 thì cái môi mình nó có xu hướng nó càng ngày nó mỏng đi. Và nếu mà mình á, muốn tạo ra một cái thiện cảm á, thì đôi môi mình phải dày. Ví dụ như chị đánh khi nào chị đánh nó cũng có vẻ là làm cái đôi môi chị nó đầy hơn. Chứ chị không thể nào đánh nhạt ngoài đây và trong nó. Theo cái kiểu gần đây á, là người ta đánh á, là đánh da tạc, cái môi nó trắng ấy, rồi đánh chút trong này á. Cái đó cho mấy em gái giống 16, 17, 18 thôi. Còn chị nghĩ sau 25, sau ra trường rồi á, thì cái đôi môi mình cần đầy, nó càng đầy á, thì nó thể hiện cái độ trẻ của mình. Và nhất là 40 trở lên thì là mấy chị phải đánh, đừng có đánh ở phía trong mà phải ăn gian ra một ngoài một chút, để cho cái môi mình đầy thì mình mới thấy là mình trẻ đi. Còn không á, nhìn vô khuôn mặt người già là biết liền là đôi môi họ rất là mỏng, và càng ngày cái xu hướng nó càng mỏng đi. Rồi hồi nãy là nói là rồi mắt. Cái mắt thì cho những cái bạn mà không có rành trang điểm á, thì lúc mình trang điểm mắt á, mình chỉ trang điểm cái mí trên màu đen thôi, mình đi liner á, mình không bao giờ mình đi cái liner ở dưới mà đen hết á. Tại cái đen ở dưới này, một cái đen thiệt là đen, ở trên đen thiệt là đen. Nhiều người xăm á, chị thấy á, là xăm trên xăm dưới luôn, là làm con mắt mình nó rất là hẹp, nó rất là nhỏ và nó rất là dữ. Cho nên á, khi nào trang điểm á, dưới này cũng đánh nhạt thôi và nhẹ thôi, và trên này luôn luôn đậm hơn. Và không bao giờ mà xăm hai cái line hết á, nó là sẽ làm mình rất là dữ. Rồi nói về cái phần nhuộm tóc. Hồi nãy đang nói hair mà quên cái phần nhuộm tóc. Tóc mình có thể nhuộm hay mình bỏ màu đen, nó không có sao hết. Nhưng mà lúc mà tụi em nhuộm màu burgundy hoặc là màu hazelnut, cái màu mà nó đỏ hoặc là nó đỏ tím hay gì đó, thì mình cẩn thận mình dùng màu son. Tại vì nếu mình xài màu son, tóc mình là một màu, mắt mình một màu, son mình lại một màu khác, thì nó làm mình như là cái người gọi là người hề vậy đó. Nhìn nó không có thanh thoát ha. Cho nên tóc nó có màu rồi á, thì lúc trang điểm mặt mình á, phải là thật là nhẹ nhàng. Tại đừng có chơi màu nữa, tại vì màu nhiều quá nó sẽ làm mình xấu đi á, nó nhìn mình giống người hề á. Sẽ có rất là nhiều tip để cho những cái trang điểm lúc mà hẹn hò lần đầu tiên ha. Nhưng mà nhiều quá, cái này chắc phải đi 3-4 like hay gì á. Nó có nhiều cái chị thấy hay á. Thật ra chị có làm hết á, cái nào hay chị mới, mà mình chị làm á thì chị mới ghi xuống. Còn không á là không có ghi. Ăn mang đồ ha. Chị không bao giờ chị mang đồ khoe ngực hết á. Mặc dù ngực size cũng không phải là nhỏ, nhưng mà không bao giờ mà chị mang mà có cái khe ở đây hết. Tại vì mình có ngực hay không, người ta nhìn người ta biết, không cần phải khoe ra. Tại lúc mình khoe ngực nhiều quá, chị cảm thấy là mình không có đẳng cấp. Thật sự như vậy, chưa có bộ áo nào khoe ngực hết á. Mỏng thì có. Mùa hè mình mang mỏng, nhưng mà mình mỏng mình luôn luôn cover cái phần này, chứ không bao giờ mà show up cái phần này hết á. Thật ra cái body của mình á, cái người mập mập giống như chị á, thì nên khoe cái phần vai này nè, cái phần vai, tại phần trên này của mình đầy lắm,
cái vực này cũng đầy lắm, thì mình nên khoe cái cổ mình, cái tai của mình, hoặc là mình khoe khoe cái phần này, mình làm tóc bới cao lên, nhưng mà cái phần này là nên không có khoe ra. Có thể mang đầm ngắn, có thể mang áo trễ vai, nhưng mà mình đi theo cái đường này mình khoe cái vai mình luôn, nhưng mà nên kho vào phần ngực. Nếu mà cổ rộng quá thì lấy kim, lấy băng hay lấy gì đó gài lại. Tại vì những người phụ nữ đẳng cấp người ta không khoe ngực. Ok rồi. Nước hoa thì hôm trước nước hoa nhất định phải xài ha. Nước hoa là phải xài nhất định luôn, cô nào á là phải chọn cho mình một mùi nước hoa, để mà làm cho mình thơm. Mình thơm ở nhà, mình thơm lúc đi ngủ, mình thơm trên giường, người mình lúc nào nó cũng thơm hết á. Rồi ok, bây giờ nói về giày cao gót ha. Giày cao gót á thì trên thị trường nó có rất là nhiều giày, mà mình á, tại vì đa số mình á là mình không phải model, mình không phải là cái người gọi là celebrity, mình không phải là người người mà gọi là hoa hậu, thì mình đi những cô giày cao gót á, mình không có quen, mình luôn luôn á đi tới chợ và mình lựa cho mình cái những đôi giày mà không có đau chân. Thì thật ra là mình vô tình mình lựa cho mình những đôi giày nó quá là thô. Thật ra là theo chị biết rằng á, là những cái đôi giày á, mà mình mang mũi nhọn á, mà mang không đau chân như mấy cô á, là tại vì mắc tiền. Tại mình mua những cái đôi rẻ, cái material của cái giày á, nó làm mình đau chân. Nhưng mà nếu mình đầu tư một cái đôi giày đúng á, mà cao gót á, nó không có làm mình đau chân. Nhưng mà nếu á, mình chọn giày á, thì mình nói là ô chị ơi, mình đi những cái đôi giày mà đế nhọn á hoặc là mũi nhọn á thì nó làm mình đau chân, mình không có mang được. Nhưng thật ra là mình mang được, tại vì á mình không mang được những đôi giày cao gót là mình chọn quá cao. Thật ra hôm trước chị đã nói rồi là phụ nữ á, nhất định phải mang giày cao gót nó mới đẹp, nhất là cái bữa hẹn đầu tiên mình nhất định phải mang giày cao gót, mình đừng có mang giày bệt, mình phải chọn trang phục nào phải có giày cao gót, tại cái giày cao gót nó làm mình sang lắm. Nhưng mà đừng có chọn quá cao, chọn chừng này là được rồi. Đừng có ham quá mà để nó đau chân. Mà mình cao quá, cái người mình đi á, người mình một một riêng mà giày nó riêng, có nghĩa nó không ăn nhập với nhau. Mà mình chọn giày cao gót vừa phải để cái dáng đi của mình á, nó rất là nữ tính, nó rất là dịu dàng thì nó rất là cuốn hút. Rồi cái giày á, cái giày mà càng mũi càng nhọn á, gan thiệt nhọn á, thì nó càng là giống như là nhìn nó sang. Còn nếu mình chọn giày mà mũi bè ra thì nó không sang. Và nếu như mình đã trên 30 rồi á thì mình tránh những đôi giày mà đế to, đế đế nó quá bầu, nó quá là thô. Mình phải lúc trẻ thì mình không có sao, nhưng mà lúc mình gọi là quý cô rồi á, mình phải chọn những cô giày nó đế nhọn là một, mũi nhọn là hai, hoặc là mình chọn những đôi giày dây á, nó thanh thôi, dây mỏng thôi, chứ đừng có đôi nào mà nhìn dây nó dày mà đế nó cao rồi nó to quá, nó làm rất là thô, nó làm mình không thể nào nhìn sang được. Nếu như mà bộ đầm mình rất là sang, tóc mình đồ sang, mình chọn đôi giày nó sai là nó làm cái tổng thể mình nó không sang trọng được. Phải có một đôi giày màu da, màu nude á, hoặc là một đôi giày màu hồng nhẹ, màu hồng phấn, để lúc mình đi như vậy á, thì đừng có cái đôi nào cũng đen hết, phải có đôi màu sáng và cái màu mà tiệp với chân mình á, nó làm cái đôi chân mình nó nhìn mình cao hơn. Tại vì cái giày đó, cái màu hồng phấn á, nó làm giống như là cái đôi chân của mình á, nó làm mình cao hơn rất là nhiều. Đừng có đôi nào cũng màu đen, phải có những cái đôi màu nude, để cho nó. Thì là tụi em muốn mang giày nào là tụi em cứ mang, nhưng mà chị đang nói như thế là để cho nhìn mình nhìn sang hơn á. Tại sao mình nói có nhiều cô nhìn sang quá, mình không có biết vì sao người ta sang. Thì thật ra là nó có hết, nó có những cái gọi là tip đó để mình nhìn sang trọng hơn.
tránh ha, đi chợ tránh những đôi giày thô quá đi, nghiêng về càng lớn á, phải nghiêng về những đôi giày thanh, dây nhỏ thôi, có thể nhiều dây, có thể là, nhưng mà tránh những cái đôi nó quá là người đàn ông nhìn người ta không, tại vì đàn ông á họ những đôi giày của họ rất là thô, rất là to, rất là nặng, mà mình lại mang như thế thì hai cái nó cùng giống như là cùng cực nó sẽ đẩy ra, mà mình mang những cái gì dễ thương nhẹ nhàng á, thì hút hút vô, mà ngay cả người nữ nhìn người nữ nó cũng thanh hơn và cũng dễ thương hơn. Thứ ba là cái tip này là nó nghiêng về phần hành xử hơn. Mình đi buổi hẹn đầu tiên hoặc là mình muốn tới một bữa tiệc gia đình hay là gì đó, hay bất cứ chỗ nào mà mình muốn impress á, mình muốn người ta tôn trọng mình á, là mình đừng có cầm cái phone. Đừng có cầm cái phone cho dù ở sân bay. Ví dụ như những người nói chị ơi sao không có ai anh nào để ý với em hết. Nhưng mà nếu mình đi sân bay, mình travel đi Europe, mình đi châu Âu đi, hoặc là mình tới sân bay có người Việt đi, có những anh chàng ngồi đó mà mình cứ cứ cái mình cứ cầm cái phone mình cứ bấm bấm thì mình đâu có catch được cái mắt của người nào. Mà mình đi tới Việt mình cũng ngồi bấm bấm bấm, mình chỉ trên phone mình lướt Facebook á thì mình không có bắt được ánh nhìn của ai hết và không ai bắt được ánh nhìn của mình hết. Sao không biết sao. Cho nên á, mình ví dụ như mình đi tới mình hẹn cà phê đi, có 4 5 người mà có một cái người mình thích hay gì á, hoặc là mình nghĩ là đó là cái môi trường hẹn hò á, thì mình get off the phone, mình cất cái phone mình đi, mình làm gì không cần biết, mình vừa ngồi mình vừa thiền hay là mình vừa ngồi mình quan sát, mình nhìn trời nhìn mây nhìn mọi người đi qua đi về, nhưng mà cất cái phone, tại vì cái phone đó là cái nó làm mình mất điểm nhất luôn, mà cái này nói tới nói lui nói hoài luôn mà họ cũng thấy không ai làm hết trơn á. Mình đi tới bar, mình đi tới club, mình có thể lấy ra lấy vô nhưng mà mình không có để mắt trên cái phone nhiều, nhất là những cái người đang hẹn hò. Mình phải quan sát. Rồi lúc mà mình ngồi nói chuyện, ví dụ như mình ngồi nói chuyện mình meeting hay là mình ngồi cái gì á, thường nhiều tip cho cái buổi hẹn hò đầu tiên ha, hoặc là mình đi ra ngoài đối tác, hoặc là mình đi ăn dinner với là những cái người làm của mình á, thì người phụ nữ á, nếu như người, mình không bao giờ mình cũng ngồi vậy, mình thấy là mấy bạn á, chụp hình đó là họ hay nghiêng nghiêng đầu hoặc là họ ngưỡng lên họ họ quay qua, có nghĩa là người ta nói rằng lúc mà mình ngồi đối diện với người nam á, mình đối diện với người nam á, thì mình hơi mình nếu mà mình gây ấn tượng á hoặc tỏ ra nữ tính thì mình hơi nghiêng đầu chút, mình ngồi mình nhìn hoặc là mình dậy hay là mình nghiêng cái đầu á, cái người mình nó cái đầu mình nó nghiêng á, mình tạo ra cái sự, cái này là về psychology, nó về tâm lý học, là mình tạo cho cái người kia cảm giác an toàn, cảm giác thân thiện. Nếu mình cứ ngồi lúc nào mình cũng ngồi vậy luôn á thì người ta thấy rất là cứng. Mình ngồi mình hẹn á, mà mình cứ vậy không, nhưng mà lúc mình nói chuyện mình để tay mình cái đầu mình không biết nghiêng kiểu nào nhưng mà cứ nghiêng vậy hay là nghiêng vậy thì là mình nhìn nữ tính hơn là cứ ngồi thẳng và nhìn như vậy thì nó hơi cứng ha. Thì cái đó là nghiêng đầu mình tạo cái độ an toàn, cái độ tin tưởng. Rồi rồi tới nữa là cũng là cái tip đầu của hẹn hò hay là những người mình ra mình gặp, mình cười thì mình cười bằng môi, nhưng mà mình về mình tập mình cười bằng cái mắt, có nghĩa là mình che cái miệng lại mà mình cười bằng cái mắt mình, có nghĩa là thấy không có thấy miệng nhưng mà cái mắt mình cũng cười nữa, mình phải tập. Rồi mình vừa cười mà cái mắt mình cười mà cái chân mày mình cũng có cười luôn á, có nghĩa là cái khuôn mặt mình nó rạng rỡ ra, tập cười làm sao á mà cái chân mày nó nhướng lên, nó nhướng lên cao vậy, cái mắt mình tươi, cái mặt mình nó cười, nó tươi từ đầu đến cuối. Bởi nhiều người nói sao có nhiều người tươi quá, cái đó là cái một gọi là bí kíp, cười bằng mắt, cười bằng các cơ mặt, không phải cái cơ này không đâu, mà cái cơ này cũng lên, mà cái cơ này cũng lên, mà cái trán này cũng lên, chân mày mình cũng lên, mắt mình cũng lên, là toàn bộ cái khuôn mặt mình nó rạng rỡ. Thì cái này nhìn gương và tập nha,
Cái đó là một cái gọi là bí kíp để cho người ta thấy mình tươi á. Rồi mình tập các mình coi phim hoặc là mình có thể Google các động tác mà vui mừng á, mình có nhiều cái gọi là nó thể hiện là cái sự vui mừng hớn hở hơn. Ví dụ như mình gặp người quen, mình có thể chạy 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 giống như trong sân bay á, mình chạy lắm giống như là mình không có thể đợi được á, mình bay tới mình ôm hoặc mình bay tới mình hôn. Mình phải tỏ ra cái sự gọi là rất là hào hứng, excited, có nghĩa là cái mình phải thêm vào cho mình những cái cử chỉ mà thể hiện tình cảm nồng nàn. Như là mình người ta nói, ví dụ mình có nhiều cái lắm mà gọi là những cái tỷ tích cực á, cái những cái hành động tích cực trẻ khỏe. Ví dụ như người ta nói gì mình nói yes. Đó, như những cái đó hoặc là những cái cử chỉ mà thu hút á, tại vì cái ngôn ngữ cơ thể nó làm cho người ta thấy thích thú mình lắm, cho nên tìm hiểu thêm và add nó thêm vô. Rồi những cái lúc mình hẹn hò hoặc là lúc mình cần cái sự thân mật, cái độ thân mật càng dài càng chặt với một người nào á, thì lâu lâu mình có thể nói nhỏ một cái chuyện gì đó cho người đó nghe thôi. Ví dụ trong bàn tiệc đi, đi ăn cưới mà ngồi gần nhau hay gì đó, hoặc là đi ăn sinh nhật á, thì mình nói một cái gì mà mình cố ý là chỉ share cái bí mật cho cái người đó thôi, thì cái người đó họ cảm thấy mình á, là họ thấy rất là có cái độ tin tưởng. Cho dù nữ với nữ không cũng vậy nha, mình nói với cái người nữ của mình á, người bạn gái mới quen của mình á, là mình nói một cái bí mật đó thì nó tạo cho hai người có độ gần gũi nhau hơn, là ồ giống như mình là cùng phe vậy đó. Rồi có hay không, nghe có chán có buồn ngủ không? Rồi tới tiếp là hôm trước nói là mình đi gặp hoặc mình hẹn hò mình nên tìm cách để khen á, thì cái này nói tới nói lui rồi ha, nhưng mà có một cái tip nhỏ nữa là mình lúc người ta làm hẹn người ta mình quen một cái người nào đó thì mình không có khen trực tiếp. Thường á, đàn ông á, là mình khen gián tiếp, hình như chị có nói rồi, là mình nói nó giống như là con bạn của em á, nó nói anh như thế này anh như thế kia, rồi giống như là chú của em á, nói anh như thế này anh thế kia, có nghĩa là mình gián tiếp mình khen, thì cái người đàn ông đó họ thấy rất là khoái, chứ không phải lúc nào mình cũng phải khen trực tiếp. Rồi những cái tip cho cái buổi đầu hẹn á, thì thật ra người phụ nữ á, không có cần phải biết nhiều, đàn ông á, người ta sắp xếp cho mình hết à. Mình có những gì á, mà mình thấy mà mình không có biết á, thì mình có thể hỏi cái người đó, nói ồ giống như là mình nói là mình ăn cái nhà hàng 3 sao đi, mình không có biết làm những cái thứ gì đó, mình hỏi mình hỏi một cách rất là thành thật thôi, mình nói là mình chưa bao giờ mình đi cái nhà hàng này, mình không biết là xài cái này hay là sao đó, thì để như vậy để người đàn ông người ta có cơ hội người ta giúp mình. Tạo cái độ thân mật ở trên bàn, là lúc buổi hẹn đầu tiên á, mình tạo cái độ thân mật á, với cái người đó. Thì người nam á, thì cái gọi là bí quyết của họ á, là hay họ hay gọi cái món giống của mình. Ví dụ mình gọi nước cam á, thì người ta cũng uống nước cam, mặc dù bình thường người ta uống cà phê, đó là một cái cách cua gái của người ta. Tuy nhiên mình cũng có cái cách của mình. Ví dụ như mình muốn cho cái người, mình muốn gây ấn tượng một cái người nào đó, cho dù là nữ, thì mình có thể là mình nếm thử cái món người ta ăn hoặc là nước người ta uống, để mình giống như là mình feel giống interesting á, là mình share đồ ăn á, để tạo cái độ thân mật. Rồi hồi nãy chị có nói là phụ nữ là lúc mình ngồi để có tạo cái độ nữ tính, để mà có cái nhiều cái rung động đối với người đàn ông á, mình nên play with the hair, có nghĩa là mình hay vuốt tóc, mình chơi đùa với tóc á, thì tại vì
Tại vì người ta nói rằng á, là trong tóc á, mình á, nó có một cái mùi hương thơm hoặc là cái mùi của cơ thể, mùi pheromone á, hoặc là cái hormone đó là copulin á. Thì cái đó lúc mà nó lan tỏa nó giống như là một cái hormone nữ mà nó thu hút con đực vậy đó. Cho nên đó là cũng một phần của cái người ta nói là mình nên play with the hair. Rồi qua cái ý tiếp. Không bao giờ ăn xin gum ha, không bao giờ ăn xin gum, phụ nữ không nên nhai gum à, bất cứ trường hợp nào, bất cứ đâu. Nếu mà làm thơm miệng có thể xài kẹo, nhưng mà không có xài xin gum, không có nhai nhai kẹo cao su, tại vì bất cứ cái chỗ nào nó đều xấu hết á. Chi Tâm gọi ly cà phê đen hả? Ok. Rồi một cái tip nữa là mình để cho mình sang trọng là mình phải có một cái mắt kính đắt, mắt tiền, không có rẻ tiền, mắt kính mắt tiền, kính 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 đen á, kính đi biển á, và mình luôn mang nó. Mình mang mắt kiến đó, cái mắt kiến đó nếu mà mình chụp hình á, mà mình không có thấy tự tin á, mình mang mắt kiến vô mình chụp với nhóm á, lúc nào nó cũng nhìn được hơn là chụp không có mắt kiến. Luôn sắm cho mình một cái mắt kiến đen, nhưng mà lại again đừng có thô. Mắt kiến á gọng nó thanh thôi, cái shape nó cũng thanh vừa thôi, nó đừng có nó bulky quá, nó nhìn không có sang. Có thể đẹp theo cái kiểu manly nhưng mà nó không có sang. Và luôn có mắt kiến, chọn cái càng mắc tiền nó càng đẹp ha, nó càng sang. Rồi lúc mà mình đi trên bàn tiệc á, mình gặp gỡ á, mình nếu mà chỉ có hai người hẹn hò với nhau á, hoặc là nguyên cả nhóm hoặc là gì đó, mình luôn luôn thoải mái tự tin và luôn luôn tự tin nói chuyện với cái người waitress, có nghĩa là người mà giúp mình á, cái người mà đem đồ ăn tới cho mình á. Chị không có muốn xài cái từ hầu bàn tại cái đó nghe nó có vẻ không có được trân trọng lắm. Thì mình luôn bắt chuyện với người đó, tại vì thật ra những cái người đi phục vụ cho mình á, họ cũng rất là thích nói chuyện. Tất cả mọi người trên cuộc đời này đều thích nói chuyện hết. Mình có thể hỏi nói chuyện tất cả các chuyện trên đời, nói về đá banh, nói về thứ gì cũng được, mà mình nói chuyện với người đó một cách tự nhiên mà mình rất là thoải mái để nói. Thì cái đó giống như là một cái mình, một cách mình gây ấn tượng với cái người đối diện với mình là mình rất thân thiện và mình có khả năng giao tiếp bất cứ nơi đâu, bất cứ đâu nào, và rất là tự tin mà mình không phải tới ngồi đó mà không nói gì hết. Rồi nó sẽ nên nói chuyện với cái người kia, nếu mà không nói được chuyện dài á, thì nói hai ba câu. Nhưng mà chị thường á, mấy cái người phục vụ đôi khi nói chuyện với chị cả buổi luôn á, mà cái người kia chỉ ngồi nghe thôi á. Không biết tại sao chị cảm thấy như vậy rất là sexy. Rồi hồi nãy nói cười rồi ha, cười cả khuôn mặt, cười cả khuôn cả người rung rinh, cười tất cả các cơ trên mặt. Nhưng mà nhớ là lúc vừa nói chuyện cũng có thể vừa cười, mình vừa nói mà mình xen cả nụ cười mình trong lúc nói luôn. Mình xen, tại vì có người mà xấu cỡ nào như Thị Nở hay là thật kỳ xấu, hoặc là những cái diễn giả mình biết họ rất là xấu, nhưng mà lúc họ nói họ cố gắng á, họ cười từ đầu đến cuối là tự nhiên mình thấy con người đó nó cũng đẹp. Cho nên lúc mình đi hẹn hò đầu tiên mình luôn nói và xen nụ cười trong đó để cho nó cái khuôn mặt mình nó sáng hơn. Ok, để coi. Rồi lúc mình đi với người nào hẹn hò, người nào đó, người nam á, là nhất định á, là mình lúc mà đi tới cửa nhà hàng hoặc là tới cửa club hoặc là đi tới bất cứ cái cửa nào, mình phải hạ tốc độ xuống. Có nghĩa mình đi chậm lại để cho người đàn ông á, lúc vừa tới cửa là người đàn ông đã đứng sau lưng mình rồi, để cho người ta có thể mở cửa nó dễ dàng hơn. Chưa nhiều lúc mình vô tình mình cứ sớn xác mình đi, tới lúc mình tới cửa rồi thì người đàn ông vẫn ngoài xe hơi, thì người ta phải lật đật nó chạy tới, rồi nó lật đật nó mở cửa, nó rất là awkward, nó rất là nó không có. Mình luôn luôn phải đi nhanh, nhưng mà lúc mà tới gần cửa thì
please slow down, đi chậm lại một chút. Rồi để coi. Hồi nãy đang nói tới bông tai, bông tai. Bông tai, cái hồi nãy nói là mình mang những cái bộ đồ bông tai và dây chuyền nó đi chung bộ rất là cẩn thận nha. Nếu mà ở Macy hoặc là chỗ nào nó bán sẵn á, thì đôi lúc á mình phải mình phải chọn even bông tai hay khôi, hoặc là những cái necklet hay thôi, đừng có chơi nguyên một bộ người ta bán sẵn á, nhìn mình không có sang. Và nhất định là không thể nào vừa to bự đây mà to bự ở đây hết. Nếu mà cái đây nó một cái statement, một cái necklace rất là ấn tượng á, thì hai đôi bông tai nó vừa phải thôi. Có những cái bộ đồ đắt tiền á, giống như là cả 10.000 á, thì cái design của họ á, là nó rất là bulky here, nhưng mà nó là hột xoàn á, thì nhìn nó cũng đẹp. Nhưng mà những cái bộ đồ nhựa, nhất là những cái bộ đồ nhựa mà mình mua sẵn ngoài chợ về á, mình phối không có đúng á, mình nhìn rất là rẻ tiền, nó không có sang. Phải rất là để ý lúc mình mang những cái bộ đồ như thế. Rồi để coi. Rồi thường á mà chị mang đồ á, mà nhiều người cứ nói là tại sao nhìn nó có vẻ sang, là thường chị phối màu trắng vào. Ví dụ như là mình thường mình mang quần màu đen tại mình sờ mập, mình mang quần màu đen, nhưng mà lúc đi chơi á thì mình nên mang quần màu trắng hoặc váy màu trắng hoặc là đôi giày màu trắng, thậm chí cái giỏ mình mang nó màu trắng. Màu trắng nó đi với màu sáng. Hoặc là nguyên một cây trắng từ trên xuống dưới, giày trắng ha, giày trắng, quần màu trắng, và mình mang cái một cái đồng hồ nào đó, một cái đồng hồ mà kiểu mà mình thích, đồng hồ nó rất là tạo ấn tượng cho phái nữ. Rồi mình mang một cái mắt kiếng, mình mang một đôi giày, ví dụ mình đi biển hoặc là mình đi chơi nhóm á, thì mình luôn luôn nhìn sang. Khi nào thử mang cái quần trắng hoặc cái đầm trắng á, thì hôm trước chị có nói rồi ha, thì màu trắng nó bỏ vô nó dễ làm mình sang hơn rất là nhiều. Rồi lúc đi những cái tip này nó here and there. Lúc mình đi đám cưới, mình đi vô sàn nhảy, mình nhảy ở trong sàn nhảy đám cưới, lúc mà nhạc thắt nồ á, thì quan sát chị thấy là các cô cố gắng mua theo điệu nhạc và theo tốc độ nhạc. Nếu mà mình làm như vậy á nếu mà mình mua, nếu mà người nam người ta mua theo tốc độ nhạc thì không sao, nhưng mà mình á, nữ mà mình mua theo cái tốc độ nhạc thắt nồ á, thì mình nhìn mình như là con rối, nhìn không có đẹp. Nếu như mà mình vô sàn nhảy hoặc là mình vô những cái gọi là dancing floor, mình cố gắng mình mua mình chậm, càng chậm càng tốt, nhưng mà nó bắt theo nhịp nhạc, nhưng mà mình skip nhiều cái nhịp chứ mình không phải là bắt buộc mình phải nhảy theo cái điệu nhạc đó. Mình mua rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển, vai có thể mua đầu hoặc mà mua tay, nhưng mà rất là vừa vừa thôi, chứ đừng có mà giật lên ấy, mình nhìn mình không có mình nhìn mình không có duyên dáng chút nào hết, mình giống như là người ta nói nhảy như con điên vậy đó. Mình không có cần phải theo điệu nhạc, đôi lúc ấy, mình chỉ cần đứng thôi, mình uyển chuyển nhẹ người thôi mà mình nhìn rất là nữ tính. Đó là trong cái sàn nhạc mà chị thấy nhiều cô bị sai ha. Rồi để coi, cứ ghi here and there. Nếu mà hôm trước chị có nói là mình đi hẹn hò á, là mình có nhiều
bây giờ á, là hẹn trong bar hoặc là trong những cái lounge, những cái giống như trong những cái bar rượu á, rất là nhiều bar cho mấy cái bạn mà hay gọi hay nói chuyện mà nói đi bar, mà mình nói đi bar là người ta không có hiểu đâu, mình nói phải đi bar, có nghĩa là có chữ R cho nên mình phải nhấn cái chữ A đó. Thì là mình không bao giờ á, mình phụ nữ mình không bao giờ uống quá 2 ly rượu. Có thể là ly thứ nhất, 1 ly là ok nha, đến ly thứ hai thôi, mà không bao giờ uống quá 2. Và người ta nói, thật ra là nếu mà người phụ nữ mà gọi là biết rồi, biết mình biết ta rồi, hẹn những người gọi là những người đàn ông đẳng cấp, những người đàn ông mà có tài xế riêng á, rồi có những người đàn ông như thế, họ họ giàu đến nỗi là họ không có, họ có thể lái xe, họ có xe nhưng mà họ không bao giờ ngồi trong tay lái hết á, mà lúc nào đi cũng có tài xế. Tài xế ví dụ như bỏ mình xuống thì tài xế sẽ đi đầu xe và ngồi chờ, và lúc mình bước ra thì là tài xế đã có mặt ở đó rồi. Thì những cái người đó, ví dụ như là mình hẹn, người ta nói là mình không phải lúc nào cũng cần phải đi hẹn uống cà phê đâu. Đôi lúc á, mà cái buổi đầu tiên mình nên đi uống rượu vang á, thì trong một cái không phải là trong bar mà trong một cái quán như là cái style kiểu Pháp, hoặc là một cái quán nào nó nhẹ nhàng đó. Và cái ly rượu á, 1 2 ly rượu đầu á, nó làm cho cả hai người được relax, nó bỏ những cái gọi là vẻ bề ngoài xuống và nói chuyện có vẻ thoải mái hơn. Thì đôi lúc á, là cái buổi hẹn đầu tiên á, là nên đi uống rượu vang hoặc là uống rượu nhẹ mix, 1 trong 2 ly, làm cho hai người đều thấy thoải mái và có thể cởi mở hơn và có thấy thân thiện hơn là nói chuyện cứ đi tới quán cà phê và nhạc sập sình hoặc là không có lãng mạn. Rồi nói tới chọn cái kiểu mà hẹn hò đầu tiên với một người đàn ông á, thì thường á là mình để cho người ta chọn cái khung cảnh cái ngày đó, nhưng mà mình luôn luôn mình hỏi lại, tại mình luôn luôn mình biết mình đi đâu chứ, để mình mang đồ cho phù hợp á, mình hỏi lại là cái quán đó ở đâu hoặc là gì đó. Thì nếu mà mình thấy cái người đàn ông đó người ta chọn một cái quán mà mình thấy không có phù hợp, có nghĩa là cái mà mình hẹn cái ngày đầu tiên á, cái không khí nó phải là lãng mạn mới được. Cho dù là hẹn với đối tác hoặc là cho dù hẹn với cái người bạn của mình đi, thì không khí nó phải dễ chịu. Tại vì cái không gian á, cái không gian mà mình tới á, cho dù là ngôi nhà hay gì á, nó có tính chữa lành rất là nhiều, nó có một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Nếu mình chọn sai chỗ á, thì nhiều lúc mình làm cuộc hẹn đầu tiên nó hư đi. Ví dụ như là trong một cái quán làng nướng mà mùi thịt nướng nồng nặc rồi mùi thịt nướng nồng nặc rồi mồ hôi nhễ nhại, thì nó không thể nào. Mình nên chọn một cái quán mà có máy lạnh hoặc là những quán bờ sông, những nơi mà đèn nhẹ nhẹ vàng vàng. Ví dụ như là hôm trước chị đi Hy Lạp đi, có những quán cà phê cho họ ở nó dưới cái đền Acropolis á, nó có những cái hẻm á, nó đèn nó phả xuống mờ mờ, những cái bàn trải khăn nó rất là lãng mạn, có nghĩa là mình nói hai người mà ngồi đó mà ngồi mà không kết với nhau với lạ, nó có những cái cho nên á, mình để cho người ta chủ động chọn cái quán. Nhưng mà nếu mình thấy mà cái quán đó là làng nướng á, là mình nên nói là không, mình muốn cái quán này, mình đã đi rồi và mình thấy thích hay gì đó, là mình nên quyết định cái không gian mình gặp cho buổi đầu tiên nếu như mà người kia không có biết chọn. Rồi một cái
Ghi cũng khá nhiều á, nhiều lúc hôm nay nói không hết đâu, 2 tiếng nói không hết đâu, nói nhiều nó cũng mệt ha. Hai chi tâm chưa có ngủ hả? Ok rồi. Có nhiều người chị nói chuyện, những người đàn ông á, thì họ thích người phụ nữ mang nội y có ren ha, mà có nhiều người là họ nói họ rất ấn tượng với là màu đen. Đôi lúc mình nói là mang màu đen nó chọi với màu áo, nhưng mà thật ra có nhiều cái màu đen nó rất là đẹp, thì cái đó option, it's not that important. Nhưng mà mình mang áo bra, áo ngực á, thì là chị thấy áo ngực á, chị thấy bên Việt Nam thì có nhiều chị nhiều gì á là không có để ý tới áo ngực, mang áo ngực không có đẩy, không có form á, không có push up á, thì nếu mà mình mang áo ngực nó bè quá thì cho người, cho dù người mình đẹp thế nào đi nữa, người mình xinh như thế nào đi nữa, nhưng mà phần của này á, mình nó không có shape á, thì nhìn người rất là già. Cho nên á, mình áo ngực của mình mang nó luôn luôn phải có shape, có rộng, để cho mình đi ra ngoài á, nhìn nó có vẻ cân đối hơn, nó hài hòa hơn, chứ nó không như người già mà giống như là mình có cảm giác là nó chảy xệ, nó không có nâng lên á. Đó là mang áo ngực ha. Rồi thêm một cái nữa là chị muốn nói về, đúng rồi, mang bra thì có những nên nên mua cho mình 2 loại cái áo ngực khác nhau, một loại là mỏng và một loại là dày, là tại vì có những bộ trang phục á, mình chỉ hợp với áo mỏng thôi, và chỉ có những bộ trang phục á, nó cần áo ngực dày. Ví dụ như mình mang cái những áo đầm mà nó bó người từ trên xuống dưới á, thì đôi lúc mình cần có vòng một thì mình mang cái thật là dày để push up. Nhưng mà có những lúc mình mang áo vest hoặc là mang những cái áo kiểu mà mình bắt buộc mình phải mang áo bra mỏng, tại vì nếu mang mang dày á, thì nhìn nó thô từ trên xô xuống. Thì cái đó là cho nữ ha, mình mua mua 2 loại khác nhau, mỏng và dày. Rồi tiếp tục tới một cái tip nữa, nhớ tới đâu ghi tới đó, nó không có organize nhưng mà cố gắng theo chị ha. Rồi nói về tóc nữa, quay lại tại nhớ tới đâu, cái tóc mà mình để mái ngang vậy nè, có nhiều chị á, là chị để thấy là 40 tuổi hoặc 50 tuổi, thật ra là từ nhỏ đến lớn á, là chị để cái mái tóc này rất là lâu, có nghĩa là bên ở trước á, mái tóc ở trước giống như là học sinh vậy đó, nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình lớn tuổi á, mà mình muốn cho mình có vẻ gọi là sang trọng hơn á, và nó có tóc nó dễ làm hơn á, thì mình không có nên để mái nữa, tại vì nếu mình để mái như đó, nó rất là khó làm khuôn mặt mình sang. Cái khuôn mặt của mình nó lúc nào cũng hơi, nó không hiểu làm sao, cho dù người đó make up đẹp cỡ nào, hay là nhuộm tóc, hay là mang bông tai rất là sang, nhưng mà cái mái ở trước này á, là mái giống như em bé á, gọi là ben á, là nhìn người không có sang. Cho nên 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 để mái dài và là làm tóc. Buổi hẹn đầu tiên nên mặc sexy hay kín đáo vậy chị? Kín đáo mà có thể sexy nhưng mà không có hở ngực. Tuyệt đối buổi hẹn đầu tiên không bao giờ hở ngực hết. Như vậy không biết là đủ trả lời chưa? Còn nếu như mà có không có hở ngực. Có thể hở chân, có thể mang đầm ngắn. Nhưng mà nếu mà đang mang đầm ngắn quá thì trên này phải kín, chứ không thể nào mà mang áo tới đây khoe cái phần vai mà lại khoe cả phần đùi rất là ngắn, thì nó rất là không có, không gọi là rung động không có sạch, mà rung động nó nghiêng về sắc sụa. Rồi hở rốn. Đúng là chút nữa sẽ nói cái phần hở rốn sau. Rồi một cái phần nữa mà mình
Chị để mái bên này rất là lâu luôn á, gần giống như là trên 30 gì á, chị mới quyết định để dài. Tại để dài mình nó nhìn khác, còn mình để bên nhìn không, mình rất là khó phối đồ, mà mình rất là khó để mà thấy sang trọng. À, mình cứ nhìn nửa em bé nửa người lớn nó làm sao á. Rồi rồi một cái ý nữa là cái phần gọi là cái trong cái thần thái của mình, cái nữ tính của mình, cái cốt cách của mình, cái thái độ của mình, thì một cái phần này gọi là nó có giá trị trong tình cảm, có nghĩa là có giá trị để gây rung động với phái nam, có giá trị trong cái hẹn hò, có giá trị trong những cái người mà cho dù là có gia đình rồi cũng được. Là mình luôn luôn á, mình để cho người nam á biết rằng á là mình chăm sóc mình rất là tốt. Ví dụ như là mình cho người ta biết rằng á là mình yêu thương cái bản thân của mình. Ví dụ như mình ngâm trong bồn tắm, hoặc là mình có thể đi spa để chăm sóc da, mình có đắp mặt nạ, hoặc là mình có đi tới để massage, hoặc là mình có tập thể dục, có tập yoga. Mình phải luôn luôn cho người đàn ông đó thấy rằng là mình rất là yêu thương bản thân của mình, và mình rất là tôn trọng nó, trân trọng nó. Và người đàn ông rất thích người phụ nữ làm đẹp, cho nên nếu mà mình tiết lộ những cái đó ra, không phải là người mình là cái người chảnh sang chảnh, mà là mình là cái người biết tôn trọng mình, thì cái đó là một cái phần cũng gọi là nữ tính. Rồi một ý nữa là mặc đúng hoàn cảnh, thì cái này chắc ai cũng biết nhưng mà thấy ai cũng làm sai, không biết tại sao. Có nghĩa bên Mỹ á, mà người ta đi đám ma, có nghĩa là người ta chơi màu cây đen từ trên xuống dưới, mũ đen, tóc đen, giày đen, đồng hồ đen, cái thứ gì cũng đen. À, thì cái này bên Việt Nam chị thấy chưa có phong tục này, nhưng mà mình nên đổi, tại đó nó cũng đẹp mà. Mình chơi một cây đen nó rất là sang nha, từ trên xuống dưới rất là sang. Và nhớ đi đám ma đừng có make up, đừng có chơi đôi môi đỏ, chỉ cần son bóng là được rồi. Làm hay là không xài son, có thể đánh phấn, có thể đánh màu mắt, nhưng mà không có xài son màu sáng, nhìn rất là kỳ, giống như mình nổi quá. Rồi mình đi coi đá banh thì mình phải mang đồ giống, đi coi tennis thì phải mang đồ tennis, rồi mình đi coi baseball mình phải mang đồ baseball, mình đi coi đi chùa phải mang đồ đi chùa. Cái này không hiểu, không thể nào nói hết, nhưng mà thật ra phải mang đồ đúng hoàn cảnh, phải để ý, phải biết cái nơi mình đi đến. Rồi một cái phần nữ tính nữa, những lần hẹn hò lần thứ 10 trở lên mặc sexy được không chị? Thì chị nói rằng á là nếu mà quen lần thứ 10 trở lên sexy là sao, chị không theo cái standard của em là như thế nào, nhưng mà mình mang sao mình thấy đẹp, mình thoải mái là thôi, mình đâu có bắt buộc lúc nào mình cũng hở ngực mới gọi là sexy đâu. Ok, đối với phái nữ thì cái này là có nhiều, rất nhiều cái gọi là thói quen lắm, có nhiều, rất là mình sinh ra trong cái trường hợp nào mình lớn lên như vậy á, nhưng mà lúc mình nhận ra thì mình nên thay đổi. Là mình muốn á, bây giờ có hai hướng, cái hướng đẹp dịu dàng nữ tính sang, hay là mình đi theo cái hướng mình muốn. À, cái đó là quyết định của mình. Tuy nhiên á, theo cái tiêu chuẩn chung á mà gọi là có giá trị về tình cảm á, có giá trị trong cái việc mà gây rung động á, thì mình phải mang váy, phụ nữ phải mang váy, tránh bớt quần jean. Như là quần jean chỉ mang đi giống như là, thật ra quần jean đó mình chỉ mang đi mình coi mình coi giống như coi đá banh rồi thôi, mà thật ra đi coi đá banh cũng không cần mang quần jean luôn, tại vì mình thay đổi toàn bộ cái dạng như là quần đùi nè, quần short nè, hoặc là quần đùi jean, hoặc là quần jean, hoặc là quần lẫn, những cái gọi là quần mà có hai ống á, mình có thể thay đổi nó tất cả bằng váy.
Ví dụ như là quần dài thì mình có thể thay bằng váy dài, mà quần ngắn mình có thể thay bằng váy ngắn, váy xếp ly. Mặc dù chị là bốn mươi mấy tuổi rồi nhưng mà chị váy ngắn nhiều lúc chị mang là cũng rất là ngắn. À, nó tùy trường hợp. Ví dụ như mình đi coi đánh tennis thì thường mấy cô đánh tennis nó mang váy rất là ngắn. Mấy cái đầm mà chị đánh tennis đó của chị cũng rất là ngắn. Cho nên mình nên tránh mang quần đùi đi. Và mình mang quần short á, mình mang áo thun á, cũng được, nhưng mà cái đó nó tiện lợi, nó nhìn nó khỏe khoắn xinh xắn, nhưng mà thường á, là cho mấy bé dưới 20 thôi. Còn lúc mà mình đã lớn rồi, mình muốn có cái nét đẹp dịu dàng nữ tính á, thì mình thay toàn bộ nó bằng váy hết, mình mang áo đầm hết. Thay vì quần đùi á, thì mình mang skirt, mình mang cái skirt là mình mang cái đầm ngắn á, mình đừng có lấy quần đùi. Tại vì mình đi biển mình mang một cái áo thun đi với cái quần jean á, nó không đẹp bằng cái áo thun với là cái đầm skirt ngắn. À, cho nên cái đó là lựa chọn của mình, nhưng mà người ta nói với mình cái điều đó nó rất là đẹp. À, trong mắt society đi, trong mắt xã hội hoặc là trong mắt đàn ông mà mình nói là mình không có thích, à, mình mang quần đùi quen rồi thì đó là mình vẫn giữ cái phiên bản của mình và mình không bao giờ thay đổi. Thì đó là cái mình tự chọn thôi. Váy là được, đừng có mang váy váy jean hay là váy, miễn sao nó là váy là biết của phụ nữ. Là nó thay vì mang cái quần short jean á, quần đùi á, thì mình thay bằng cái váy jean, nhìn nó rất là nữ tính, nó rất là duyên dáng. Một cái ok. Đi du lịch luôn luôn phải có hai thứ. Thứ nhất là máy sấy tóc. Thứ hai là cái máy mà mình mua, cái máy mà ủi đồ mà bằng hơi nước mà bằng câm tay á, ở trên Amazon nó có bán á, khoảng 20 mấy đồng á, là mình bỏ nước vô xong mình ủi bằng tay vậy nè. Thì nếu mà mình không thể nào mình mang đồ nhăn được, cái người phụ nữ cho dù mang đồ mắc tiền cỡ nào, sang trọng cỡ nào mà mang đồ nhăn là điều không có đẹp. Cho nên đi du lịch phải mang máy sấy tóc để tạo độ phồng cho tóc. Và thứ hai là phải mang cái bàn ủi hơi nước. Ok, có những cái mình không có nên mang nè, như là những người như chị hoặc là những người. Đúng rồi, ở Việt Nam chị thấy đi xe máy đội cái mũ vô tóc nó dẹp hết trơn, nó bẹp hết trơn á, nhiều lúc thấy cũng tội nghiệp. Tại vì bên Mỹ thì đi xe hơi tóc nó làm sao, đi ra khỏi nhà làm sao á, là đi vô tiệc nó y chang như vậy, mà không khí rất là mát. Cho nên á, đi tới chỗ tiệc nó rất là mát, đi vô á, là người xinh đẹp, tóc bồng bềnh ha, nó bay bay bay, áo quần thì thơm phức, người thơm phức. À, đi vô rất là thoải mái, không có bị mồ hôi. À, cho nên mấy cô bên đây có nhiều lợi thế hơn. Còn bên Việt Nam nhiều lúc cũng tội nghiệp, nhưng mà có thể gọi taxi nếu mà buổi hẹn đó nó quan trọng quá. Thì mình muốn gây ấn tượng thì chắc mình phải đi đi Grab ha. À, đi taxi để cho tóc mình khỏi bị gọi là chập bẹp ha. Rồi. Nữa là đây cũng là lựa chọn của mình, tùy mình thôi, mình muốn phiên bản của mình như cũ hay là muốn thay đổi nè, là những thứ mình không có nên mang cho những người phụ nữ sau khi đã tốt nghiệp ra trường đại học đi làm nè. Còn trước đó trẻ dưới 20 muốn mang gì thì không có bàn, tại vì mấy bé có thể mang, mấy bé mới 16, 17 á, có thể mang hở rúng hoặc mang quần đùi, quần sọt hoặc là mang đồ Mickey Mouse hay gì á. Tuổi trẻ thì không sao, nhưng mà lúc mình lớn rồi mình muốn tìm một cái người gọi là hẹn hò á, thì mình phải tránh mang những cái bộ đồ đi gym, đi tập thể dục mà đi ra ngoài. Mang đồ đi gym là chỉ đi gym thôi, chứ mình không có đi ra ra ngoài. Hay là quần gym với áo thun, mình tránh mang những cái đồ mà có Mickey Mouse hoặc là những cái chữ, những cái hình gọi là animal. À, rồi mình tránh mang đồ hở bụng ha. Rồi
Mình tránh mang áo thun luôn. Mình nên chọn áo kiểu như là cái áo chị đang mang nè. Đâu phải áo thun đâu. Nó có ngoài cái dòng sản phẩm mình đó, nó có biết bao nhiêu thứ để mình chọn. Tại sao? Ví dụ chị like hôm nay chị chọn cái áo thun thì nó đâu có đẹp bằng cái áo này đâu. Nó có nhiều, rất là nhiều kiểu hơn là một cái áo thun. Cho nên những cái t-shirt đó bỏ hết đi. Nếu mà người nào muốn thay đổi cái phiên bản mình mạnh mẽ, bỏ hết áo thun. Không có xài áo thun nào luôn. Đổi qua áo kiểu hết. Tùy mình muốn thay đổi hay không là đó là chuyện của mình. Những đôi giày cũ, những đôi giày cho dù mình thích nó comfortable nhưng mà nó đã cũ, nhìn nó dơ rồi phải bỏ nó đi. Tại vì mình rất là mất điểm nếu mình mang cái đôi giày nó cũ. Nếu mà bữa hàng đầu tiên á, nếu được á, mang một đôi giày hoàn toàn mới, sạch tưng, thơm luôn, mới khui luôn. Tại vì cái đôi giày của mình nó sạch sẽ, nó làm con người mình nó rất là, nói sang thì nó hơi quá nhưng mà nó nhìn nó rất là sạch sẽ. Rồi tránh mang quần đùi ha, có những quần đùi bỏ hết. Rồi những cái giỏ handbag á mà mình đeo hoài và mình thích quá, nó tiện quá nhưng mà cũ mình phải bỏ đi. Và mình xài những cái mới, mình có bao nhiêu giỏ mình không xài, mình cứ xài dọn một cái giỏ cũ hoài. Thì đa số người đàn ông không có thích mạnh mẽ em, tại vì mạnh mẽ nó thuộc về phái nam. Mình chỉ cần nữ tính thôi, mình hoàn toàn không cần mạnh mẽ. Ví dụ như chị là một cái người rất là mạnh, chị là cái người mà cái gì cũng làm được hết trơn á, như là một người đàn ông, nhưng mà chị xuất hiện đâu có bao giờ nó giống đàn ông đâu, lúc nào cũng như là bánh bèo vậy đó. Cái đàn ông, cái nữ tính mạnh mẽ mình không có cần phải thể hiện ra ngoài, cái đó là nội lực của mình. Nói chuyện đi rồi biết. Nói chuyện đi rồi biết cái độ gọi là ok. Có có một cái mang đồ của phụ nữ á, mà mình muốn là một cái người mình mà sành điệu á, là mình phải phối màu. Ví dụ như là mình phải có một cái bộ ba gọi là cái nịt thắt lưng ha, cái nịt thắt lưng với cái đôi giày của mình với cái giỏ mình mang, là ba cái nó đi chung với nhau. Nếu mình muốn sành điệu á thì cái thắt lưng, cái đôi giày và cái giỏ mình mang. Ví dụ như là một ngày nào đó mình mang một cái thắt lưng màu hồng nhạt, cái đôi giày cũng màu hồng nhạt hoặc hồng đậm hơn một chút, hoặc là cái đầm cũng màu hồng luôn, thì nhìn người nó rất là chỉnh chu. Có nghĩa là cái người này rất là style, người ta đi mà ít nhất á, là trong cái bộ đồ của mình có hai thứ giống nhau và luôn luôn á, là dưới hai màu trở đi. Nếu mà hai, nếu mà một màu sáng á, màu tông sáng á, thì chỉ có, ví dụ như là mình mang một cái đầm, mình mang cái thì chị nói cái bộ ba á, là shoe ha, hoặc là cái giày. Tại vì bên Mỹ á, ở Việt Nam chị thấy ít có người phối màu, nhưng mà ở Mỹ người ta phối màu rất là kỹ luôn á. Những cái người đồng nghiệp của chị, người ta đi làm luôn luôn là phối màu, không bao giờ mà màu nó chịch hết á, không bao giờ mà mang cái beo màu xanh mà cái giày màu đỏ hết á. Cái giày màu xanh nhạt thì cái beo á, cái nịt á là màu xanh đậm, hoặc là ngược lại và nó cùng một tông màu. Nếu mà mình cái giày nên mua nhiều màu mà màu nude thôi, ví dụ như là để mà nó hợp với bộ đồ và nó hợp, nó đi trên từ trên xuống dưới một tông thì nó đẹp hơn. Là với là lúc mình mang những cái sợi dây chuyền, mình mang dây chuyền, mình mang bông tai, mình mang đồng hồ, mình mang giày mà nó có miếng kim loại á, thì bắt buộc nó cùng màu. Ví dụ như là bông tai á, mà bằng vàng thì sợi dây chuyền nó bắt buộc màu vàng, và cái giày ở dưới cái miếng kim loại nó cũng bắt buộc là bằng giác vàng, hoặc là cái đồng hồ mình mang cũng phải là vàng luôn. Chứ không phải là cái đây á, là bạch kim mà xuống đây á, là màu vàng, rồi xuống đây là màu xanh. Cái giữ những cái phụ kiện mình mang á, nó phải bắt buộc nó cùng một màu. Ví dụ như ở đây á, là đang nhựa,
thì xuống đây á, không thể nào là bạch kim, rồi xuống đây á, cái giày á, là bằng miếng kim loại màu vàng, thì nó không có thống nhất từ trên xuống dưới. Thì again, nó lại mất rất là nhiều thời gian, nó mất nhiều công sức của mình để mình chọn trang phục. Nhưng mà mình là ai quyết định cái mình có xinh, mình có đúng gu, mình có duyên dáng hay không, đó là cái quyết định của mình có muốn là mình có giá trị cao hay không, cái đó là quyết định của mình, không có ai bắt hết. Nhưng mà những người lười thì thường là không có lột tả được cái phiên bản của mình tốt nhất. Thì đó là ví dụ như là rồi lúc mà mình đi qua cái ý khác à, là mình lúc mà mình đi hẹn hò với người đàn ông á, mình không bao giờ mà mình offer to pay, có nghĩa mình đang hẹn hò á, thì mình không có hỏi là thôi để em trả tiền cho, và giành giành giật với người đàn ông trả tiền. À, trừ khi á, mình trả là người đàn ông quên ví hay gì thôi, chứ bình thường là mình không có offer to pay. À, tại vì lúc mình offer to pay á, là mình làm cho người đó nhìn rất là, người đàn ông á, đôi lúc người ta thấy là giống như là mình mạnh mẽ hơn hay gì đó, người ta lại thấy thụt lui á. Những người đàn ông đẳng cấp họ rất là tinh tế, họ họ không phải là người ta không có để ý áo quần của mình đâu, người ta rất là biết. Và những người đàn ông mà đẳng cấp mà người ta ra đường nhiều á, người ta muốn người phụ nữ bên mình á, lúc nào cũng biết ăn mặc và sang trọng, hoặc là đẹp, chứ không có người đàn ông nào mà không muốn người phụ nữ mình đi bên cạnh mà không đẹp hết. Cho nên á, hẹn hò hay đối tác hay gì á, mình cũng phải là mình là một cái gọi là trang điểm cho người đàn ông, người phụ nữ bên cạnh á là cái người trang điểm cho người đàn ông đó, là người, là cái gọi jewelry của người chồng. Mà nếu mình không có đẹp, không có sang, mình không có lột được cái phiên bản tốt á, thì người đàn ông họ không muốn đi với mình, họ không muốn xuất hiện với mình luôn. Còn những cái người mà lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng duyên dáng, là người đàn ông cứ phải hẹn mình thôi, mà lấy hẹn là phải xếp hàng á, có nghĩa là người ta rất là muốn đi với mình, họ họ rất là tự hào khi mà xuất hiện với mình luôn, cho dù đó không phải là người ta muốn là cua mình hay tán mình. Nhưng mà ví dụ như ra đối tác, đi ra làm ăn, đi ra bạn bè, người ta luôn luôn thấy tự tin xuất hiện bên cạnh mình, và người ta thấy đó là cái niềm tự hào. Rồi à, lúc mà mình đi tới thang máy, bây giờ các building á, các cái khách sạn á, thì lúc mà mình đứng chờ thang máy chung đó, nếu mà mình bấm thang máy đi lên hoặc mình bấm đi xuống á, thì mình chỉ bấm một lần và mình đợi. Và patient có nghĩa là kiên nhẫn đứng đợi. À, mình đừng bao giờ mà mình bấm xong, mình thấy những người gentleman á, hoặc là những người đàn ông đẳng cấp á, người ta bấm xong, sau người ta đứng, ta bỏ tay trước, ta đứng ta đợi, chứ không có ai mà cứ bấm xong lâu lâu chạy tới rồi bấm bấm bấm, rồi lần tới nữa là bấm 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 4-5 lần luôn, tại vì thang máy nó chưa kịp xuống á. Tại vì mình làm như vậy á, mình nhìn rất là xấu trong mắt cái người đàn ông, hoặc là trong mắt người xung quanh, chứ không phải đàn ông hay không, tại đôi lúc đàn ông không phải là cái mục đích của mình. Nhưng mà mình đứng mình chờ thang máy, mình chỉ bấm một lần, hoặc đi lên hoặc đi xuống, và mình đứng đó đợi khi nào cái thang máy nó mở ra. Và đừng có nên chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, có nghĩa là mình bấm bên đây rồi thấy bên kia mở, rồi thấy người ta đi qua bên kia là mình là chạy qua, rồi bên kia đầy quá rồi mình chạy ngược lại, nó nhìn mình như con rối vậy đó, nhưng nó không có được đẹp. Rồi rồi hôm trước chị có nói là cái tip ở trên chị trên Facebook chị á, chị có nói là phụ nữ mà mình vô vô ra xe hơi á, thì mình luôn luôn là mình ngồi xuống trước rồi mình mới đưa chân vô, chứ mình đừng có lồm cồm bò vô ha. À, mình luôn luôn là mình ngồi xuống trước rồi mình mới kéo chân mình vô, rồi lúc mình muốn xuống xe hơi vậy, mình phải bước hai cái chân mình ra rồi mình mới là bước ra ngoài. Lúc mà mình bước đi, mình một người phụ nữ bước đi không bao giờ nhìn cái sàn nhà. Mình bước đi là mình chỉ nhìn thẳng, nhìn xung quanh,
mình không có đi nhìn những cái thấp hơn. Tại vì nếu mình đi, mình mang một cái đôi giày cao quá, mình mang một cái đôi giày nó mình đi không có uyển chuyển, một đôi giày cao gót á, nó cao á, mình sợ té, mình đi mình cứ nhìn xuống floor, mình nhìn đi xuống, nhìn xuống đất á, là người mình nó không có đẹp. Mình đi á, lúc nào vai cũng thẳng và nhìn phía trước. Mà nếu mà đi mà lúc nào vai cũng thẳng nhìn phía trước á, là mình nhìn rất là sang. Mình không có nhìn qua mà mình cũng không có về. Mình cứ nhìn rất là tự nhiên. Và mình đi, nếu mà mình tập đi cái dáng nó uyển chuyển á, thì mình đi như là catwalk á, là cái chân nó đi trước. Thì mình đi theo kiểu là cái chân này nó qua trước, rồi chân kia nó đi trước, đi một hàng thẳng á. Thì cái đó tự tập vai thẳng, đánh tay nhẹ, và nhớ là chọn giày cao á, không có chọn giày cao quá, luôn luôn chọn giày cao gót vừa phải, để cho mình đi được tự nhiên mà mình không có sợ bị té. Và mình chọn cái đôi giày nào mà mình bước tự tin, mà mình không có lo lắng cái gì đôi giày hết, có nghĩa là có độ cao vừa phải. Rồi nếu mà xe hơi cao quá, cái dạng mà sport hoặc là gì á, thì bắt buộc phải leo thôi. Chứ lúc đó mình đâu ngồi vào được đâu. Cái đó thì mình phải leo em. Cái đó không có bị mất điểm đâu, đừng lo. Tại mình mà làm cái kiểu kia mình té. Rồi nhớ nha, là cái ngôn từ của mình á, đối với phụ nữ nó rất là quan trọng ha. Những cái bạn nào á, hãy hỏi bạn của mình đi, là những cái từ nào mình xài á, nó không có đẹp á, thì nhớ là phải bỏ những cái từ đó đi, không có xài nữa. Cái ngôn ngữ của mình á, là cái vật trang điểm của mình á. Nếu như mà mình không chịu bỏ đi thì mất điểm, ráng chịu. Chờ ẩm hả? Yeah, chờ anh bưng lên hả? Good idea. Ok rồi. Rồi trang điểm. Nếu mà giống như trẻ hoặc là những người thời trang, những người model, họ trang điểm sao cũng được. Nhưng mà mình á, mình muốn mà được gọi là quý cô á, mà gọi là đẳng cấp á, thì mình luôn luôn á là mình trang điểm nhẹ, cái tông màu nude, cái tông màu nhẹ nhàng. Đừng bao giờ chơi nó quá là sặc sỡ. Chị thấy bên Việt Nam á, đa số luôn ở bên đây luôn, phụ nữ cũng vậy, lúc mà chọn trang phục á, tại vì á là mình á là mình con gái là mình thích bông, mình mua cái gì có bông là mình mua. Cái ví dụ như cái đồ treo tường có bông mình cũng mua, bức hình mình cũng mua bông, để ý đi. Rồi cái kẹp nơ mình mua bông, cái gì mình cũng bông hết. Nhưng mà mình chọn những cái bộ áo đầm, thường mình hay bắt mắt những cái bộ bông, nhưng mà bông mà lớn quá, hoặc là bông mà phải để ý chọn những cái bộ đồ mà in bông, tại vì nó rất là dễ quê và rất là xén. Nếu mình muốn chọn những màu sang á, thì mình chọn cái vải nó phải hơi dày một chút, vải nó không có mỏng. Tại vì vải mà mỏng á, mà mềm quá, là lúc mình mang người á, cái áo nó không có đứng form, nhìn không có sang. Mình mang những cái bộ mà ren ren hoặc là bông á, mà vải mềm á, nó tạo ra cảm giác rất là rẻ tiền, nó không thể sang được. Tránh những cái bộ đồ mà có bông to, nó không biết tại sao á, mà chị thấy nhiều, rất nhiều người thích mang những cái bộ bông như thế, những cái bộ bánh bèo như thế, những cái áo bông như thế có in hình bông, nhưng mà nó hoàn toàn, mà cái nền vải, nếu mà cái nền vải không có cứng á, nó không tạo dáng lên á, nó không có đứng á, thì nó hoàn toàn không có sang trọng. Mà thường mình chọn những cái vải mà màu nude, hoặc là một màu, những cái áo mà thật sự ra nhìn nó chỉ rất là nhẹ nhàng á, sang á là chị nghĩ là nhờ cái material, cái chất liệu vải. Mình chịu khó mình trả tiền cao một chút, mình mua một cái đầm nó ra hồn, mình mang được nhiều lần. Chứ mình đừng có mang, ví dụ chị nói tại sao chất liệu vải, có nghĩa là nếu mà chị đi về chợ Việt Nam đi,
Chị vô chợ chị mua đồ áo quần á là hầu như là chị không có lựa được cái áo nào luôn. Có nghĩa là cái chất liệu vải nó quan trọng tới mức đó. Có nghĩa là dáng, cái kiểu dáng nó cũng đẹp, cái tay cái màu nó đẹp, nhưng mà mình mang lên người nó không có sang. Nó giống như là cái đứa cháu chị nó từ bên Pháp qua, nó kêu chị đi mua cho nó mấy cái quần. Nó đi hết Macy luôn, nó đi hết luôn, không còn cái tiệm nào luôn, nó không chọn được một cái áo hoặc cái quần cho nó và cái áo sơ mi cho nó để nó đi làm. Là tại vì ở bên châu Âu á, người Mỹ đã gọi là stylist rồi, người Mỹ rất là mang đồ cũng ok rồi, nhưng mà người châu Âu á, họ rất là stylist. Người đàn ông châu Âu họ mang đồ rất là đẹp luôn á. Chị rất là thích cái phong cách châu Âu, cho dù bên người nữ mang cũng là đẹp. Và cái material của bên châu Âu á, nó rất là tốt. Cho nên cái đôi lúc á, cái trang phục mình chọn á, mình phải chọn cái chất liệu vải. Nó quan trọng không có kém. Rồi, còn cái gì nữa không? Ok. Chị nghĩ là chị ok, còn một ý nữa để nói cho nó hết đi. Người đàn ông á, họ thích người phụ nữ gọi là có răng răng đó rồi. Người phụ nữ, người đàn ông cho dù mình 40 mấy 50 hay gì á, nhưng mà mình phải là có energy và mình phải useful. Useful có nghĩa là mình phải trẻ trung, mình đừng có những cái cử chỉ mà mình làm á, mình làm cho người mình rất là quyến rũ. Ví dụ như là mình có thể là những cái cử chỉ nhã nhặn như là mình đá lông nheo hoặc là mình búng tay giống như vậy á, rồi mình làm những cái movement hay là những cái gì lúc mình nhảy trên sàn nhảy á. Có nghĩa là mình đừng vì tuổi già mà mình không làm những cái điều đó. Có nghĩa là những cái hành động nhỏ của mình, những cái giống như say yes hoặc là những cái dễ thương đó, nó làm cho người phụ nữ nó có nhiều năng lượng và làm cho người đàn ông thấy cái người này nó rất là sinh động á và rất là dễ gần. Thì đó là một cái ý. Đừng có khi nào cũng quá là khép nép và quá là quý cô mà không làm những cái hành động đó. Mình phải là open và mình phải là người phụ nữ hiện đại. Mình không có nên quá cứng nhắc, mà mình không mình mình kìm nén gọi là cái sự trẻ trung ở phía trong của mình. Cho nên giống như là nhiều lúc mình cũng nên open up ha, tự nhiên một chút, đừng có quá gò bó và đừng có quá cứng. Ok, đó là cái tip cuối cùng cho cái live hôm nay. Hy vọng là các bạn có thể thấy một cái phần nào đó cho mình. Bye Chi Tâm nhé. Hẹn các bạn lần sau. Thank you for watching. Bye.